Chung cư mô tô chào anh em nhé, hôm nay có hai bác trai ạ. À. Tận bên bác ở chỗ nào nhỉ? Cẩm Giang. Cẩm Giang Hải Dương. Nhưng Cẩm mà Giang, bác Hải Dương. Bác đặt cho em nhớ bác là người ở bên nước ngoài đúng không? Anh ở sống bên nước ngoài. Nhưng mà nước nào? Cộng hòa Séc. Rồi, thế bác về lâu chưa? Anh mới về hôm 10 năm. 10 năm? Chiều 10 năm. Có nghĩa là Trung Kiên mà chào anh em này. Bác tên là gì nhỉ? Anh là Thu, Nguyễn Bác Thu nhá. Tất cả các bác chào cộng đồng mạng này. Chào anh em cộng đồng mạng nhá. Có nghĩa là bác Thu này, này bác sống bên Cộng hòa Séc. Thì bác đặt em ở trong năm. Đấy. Cái tầm khoảng tháng nói chung là suýt 2 tháng. Tháng 10 gì đấy. Tháng thì đấy. Bác có bảo là anh ở bên tháng nước 10, ngoài. Thì anh tin tưởng chú, anh chuyển cọc về thì chú làm cho anh con ngon lành. Hôm nào anh về nhà đích thân anh sang anh kiểm tra, anh thêm vào đồ sau. Có nghĩa bác đặt trọn gói em là 40 triệu. Đúng rồi. Đúng không? Còn bây giờ bác kiểm tra xe, bác làm thêm cái gì nào? Đúng rồi. Đấy, nhưng bác từ bên nước còn là xếp về hôm 10 năm à? Anh 15 năm bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 10 hôm nay 10, 17. 17. Thế là 2 ngày bác sang đây luôn. Đúng đấy. Là hứa. Đúng. Thế đây anh em rất giữ uy tín. Bác là anh trai ạ? À, thế đấy thì các bác cứ đi thử xe, kiểm tra xe. Đấy. Đúng rồi. Nói chung là Trung Kiên này mình thì tin tưởng từ lâu vì mình đã theo dõi nói chung là cũng nhiều tháng rồi. Vâng. Đấy, ông, nói chung quan là... điểm em là tin tưởng thì bác cứ ngồi cái xe bác đi một vòng cho em. Đúng rồi. Bác cứ lên xe bác đi vòng cho em. Thôi được rồi, nói chung cũng không cần phải đi vì là xe thực sự ra là... Anh em ơi, tin tưởng anh em tin tưởng nhau, không cần phải đi. Không cần phải đi. Đấy, vì mình xem mạng nhiều người đi và nhiều người thử cũng đa số là 99% là ca ngợi là nói chung là chú là con người làm đúng uy tín. Vâng. Đấy, mình nói một là một, hai là hai. Bây giờ ví dụ như anh yêu cầu thích cái gì thì anh có thể tháo ra anh thay vào đúng thêm rồi. Tiền, đúng không? Đấy, trong cái còn 25 triệu, 30 triệu, 40 triệu và đến hàng trăm triệu cũng có, đúng không? Thế chứng tỏ bác theo dõi đấy, em quá lâu anh rồi. Theo dõi tất cả là từ An rất rồi. Bây giờ đến là thôi thì hôm nay chú làm cho anh đấy, là rất là chuẩn và uy tín. Giấy tờ đầy đủ, chắc chắn. Đẹp. Đấy. Còn bác thích rút hồ sơ bất kỳ nào thì em rút sau. Đấy, bây giờ em chỉ hỏi các bác này. Đấy thì bác nhìn qua vòng xe này thực tế là bác ở trên bên nước ngoài bác nhìn qua YouTube thôi. Đúng rồi. Thì bác nhưng thấy em trên mạng thì mới cả thực tế bây giờ. Đúng rồi. Nó có giống nhau không? Đúng rồi. Đấy. Rất chuẩn. Chú còn nói chung về nhìn còn đẹp hơn là trên mạng. Sợ. Mình bác... nhìn ở ấy thì là nó là bình thường thôi nhưng mà thực sự ra là mình muốn dựng phục lại là tất cả ví dụ như này con này không biết là xịn hay không nhưng mà nó là mới hết. Đúng rồi, đúng rồi. Trông nó đều xe. Thì đấy em nói bác này này, đấy. Nhiều người người ta nghĩ này này, trên mạng thì hay, đúng không? Nhưng mà thực đúng. Tế thì không ra gì đấy, thì đây hôm nay là thực phải tế là đây. Người thật việc thật. Đấy. Đấy. Thì đấy, đấy em nói thật bác là Win này bây giờ không có mới, em nói khẳng định có. Đúng nếu rồi. Có thì trên hậu có một con. Nhưng người ta nói thật ông đấy cũng đi, ông đấy ngày xưa đi tiệp. Thế ông mua con Win. Nhưng mà về ông không kiểu người ta không chưa kịp đi thì người ta đúng đi rồi. Nước ngoài. Thế thì là dựng trong nhà, có người giả tỷ hai không bán. Đúng rồi. Nhưng có những người có những người bảo là thà mua ô tô mà đi thì em mới thật. Những cái người đấy thật nha, có thiếu tiền nữa đâu đúng không? Ô tô câu chuyện thì, nó rất là vô tư. Còn nhiều người cộng đồng mạng cứ bảo là lỗ mấy cả nó này kia thì em không muốn tranh luận đâu. Đúng vì rồi. Tranh luận nó không đúng mà sai. Đấy. Thích thì chơi. Cái này nó là đam mê, nó là trả thù quá khứ. Đấy, trả thù quá khứ hoài niệm. Đúng không ạ? Đầu tiên là con anh mới tinh là 29 triệu. Đúng rồi. Năm đấy là năm 2 97 98. Thế mà bây giờ mà bác bảo còn một con ấy giữ lại thôi nhân cả trăm lần. Đúng rồi. Không phải cái giá thì nói chung 50 là 50 lần. Ai mà giữ được mới thì ta một vạn đời nó. Đúng rồi. Quan trọng mình thích là được thôi, còn người không thích thì cho không đi. Đấy. Thôi bây giờ tập trung vào vấn đề là bác nhìn qua xe là ok rồi. Nhìn là rất là bây giờ bác ý anh là thêm cái gì chú bỏ hai gương đi cho anh gương ngắn vào đây thôi. Rồi xong một thứ. Cần gương. Đấy. Xong một thứ. Rồi xong một thứ. Vì mình cũng không cần em đấy. Cứ cắt đi. Chú có thể tư vấn cho anh là bây giờ muốn làm sao nó ví dụ như cái nó nổ hay tí nữa thì có thể thay được cái bô đúng rồi chuẩn hay là nên là đấy ví dụ như cái bô này hoặc cái máy này nó đủ công suất để cho cái bô nó nổ êm chưa đấy như máy này thì anh nhìn thì là được rồi máy thì ok rồi nhưng em chỉ biết mắc này này cho anh cái bô mà có loại nào mà nó nổ hay hơn nữa hay hơn nữa là chỉ là zin đấy em phải phân tích như này đang em phân tích nữa nó phải có đầu có đuôi. Này, nhặt cái gì trong đây này? Đấy. Bia này nhá, bác nghe em nói này. Thứ nhất là bình xăng này là bình xăng zin. Nhưng mà nó cỡ chỉ 5 triệu thôi. Chốc bác em cho bác lên xem bộ bình xăng zin mà tem zin. Em nói qua. Nhiều người sẽ không tin thì tự tìm hiểu. Đừng nên lấy tranh luận, nó rất là đau đầu. Đúng rồi, không. Cái bình xăng zin này này, anh Tuyên hiện đang bán là hơn 20 triệu mới tinh. Một bộ tem zin này bây giờ nhá, nó cũng rất là khó kiếm bác nhá. Nó phải tầm khoảng 20. Đấy. Cả bộ giờ rơi tầm 40 nhưng bác tìm một bộ bình xăng cả bình cốp zin nhà em trên kia nó có sẵn chốc bác sẽ xem bác vào và lấy bộ 10 triệu nó vít cả tem cốp zin nó có giá trị nhiều hơn nhưng bác không thích thế này đã được rồi nhá đấy việc đầu tiên tư vấn okay. Việc thứ hai là bốn củ sinh nhan
Nếu bác để cái này đẹp rồi, nhưng theo em bác chỉ cần vào cái lắp KGD thôi là đẹp. Ừ. Đấy là nó là cắp KGD nó thể hiện xịn. Ok. Đấy là đúng. Thứ hai. Còn tùy đấy, bác nhá. Cái này đúng rồi. Việc thứ ba, bác thích cái cùng công tắc này. Ừ. Thế nó mới sinh ra con xe 40 lên 70. Đúng đấy, chuẩn. Cái cùng công tắc này nó là cùng tắc lô hay là hàng một gì đấy thì đấy. Cũng gọi là lô. Ừ. Bây giờ mình hàng xịn nó trung bình tầm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu. Đấy. Là đẹp. Đấy. Đấy em nó đọc cả tiền nhá. Đúng rồi. Vấn đề thứ ba, cái rìa này thì bác có tư vấn rời em không cần. Ừ. Rìa này là quá ok rồi. Một đúng một rồi, rồi, được, nhìn được rồi. Đừng có vào rìa, rìa zin xấu đúng đẹp rồi. Rồi. Đúng. Đấy, việc nữa, em chỉ cần tư vấn thêm vào cái yên xịn. Yên này của em là 1:1 nó đã đẹp rồi nhá. Cũng đẹp nhưng rồi. Nhưng vào cái yên xịn, bác nhìn mấy cái yên xịn nó gần guốc, chốc anh nhìn, chốc anh sẽ được nhìn. Ừ. Đấy, việc thứ tư, cái đồng hồ này em tư vấn bác không cần vào. Ừ, đồng hồ em 1:1 nhưng mà mặt trong zin hết. Trong zin này. Quan trọng nó mới. Đẹp, đúng. Còn cái pha đèn này này, em cũng khuyên bác đừng vào vì đồ em nó là giả zin cũng là cũng không cần rồi. Đúng rồi. Đấy, bây giờ việc đầu tiên bác giúp em là vào cho em cái yên này. Ok. Bình xăng bác suy nghĩ để vào cái bình xăng tem bắt chốc bác nhìn. Cái đấy bác phải được quyền lựa chọn, em chỉ tư vấn. Ok. Cái tay sắt bác vào đây này. Sinh nhang bác vào này. Vành bánh thì thôi rồi. Cái chắn xích em vào, chắn xích xịn này. Đúng. Càng em vào rồi. Đấy, thế thôi, không cần vào nhiều. Ok. Không. Ok không, nhưng mà phải nói lên tiền này. Thì anh em mình lên trên nhà để nhìn đồ. Để cho anh nhìn đồ. Xin. Đúng rồi, đấy. Đấy, đồ này và đồ kia nó. Đúng rồi, đây, ở đây bác. Đây. Đây bình xăng này này, VIP này này bác nhìn nhá. Em đi theo bác ấy, đây. Bác nhìn đây nhá. Ví dụ đây là con xe giống của bác, y hệt không sai tí nào. Đây, cũng là bình xăng của bác. Nhưng bác thêm cái yên gần quốc nó khác hẳn chưa? Đấy, yên gần quốc nó khác nhá. Yên kiểu của em khẳng định bác này đẹp rồi. Đúng không? Nhưng mà đây, gần quốc đây. Bình thường là trước em lấy 1 triệu đến 2 triệu. Nhưng bây giờ vỏ càng ngày nó càng hiếm. Em lấy bác tổng vệ sinh yên này vào là 1,5 triệu đủ cát cho bác. Bác cứ tính tiền trong đầu nhé, xem vừa tầm tiền bác vào. Anh nhìn chính anh nhìn cái kia thì nó ấy. Không, nó không gần guốc bác. Không gần nó quốc không quốc thể hiện là xịn. Đấy bác còn vào hay không được quyền của bác nhá, tất cả nhá. Em tư vấn rất thật. Đây yên là một này. Đấy. Xong việc đầu tiên nhá. Rồi thế còn cái những cái nắp đèn này. Đây từ từ đây sinh nhan đây, sinh nhan zin đây. Yệt của bác đây, sinh nhan zin đây, KGD đây. KGD đây. Đấy, nếu bác vào sinh nhan KGD thì có chữ quan trọng nó hay chứ KGD. Có đúng rồi, rồi. Thì cho anh xin cái rồi, việc thứ hai. Con pha đèn thủy tinh đây, tội gì phải vào làm không gì? Không vào, đúng. Cái đấy là được. Em nhìn là mình vâng, dè 1:1 đấy, đa số cũng, không vào đâu. Ừ. Thôi đây vào làm gì? Rồi. Đấy, bác chỉ nghe bình xăng nữa thôi. Đây chờ em tìm cái bình xăng zin. Ừ. Lên trên nhà. Lên trên nhà hả? Lên trên nhà đấy. Nó phải lần lượt. Là anh em chuẩn bị cho tôi 4 cái nắp KGD đi. Đấy em nọ lấy ra một lô mấy chục triệu đấy. Lấy 4 cái nắp đẹp nhất. Đẹp nhất nhá. Cái chắn xích nữa. Ồ chắn xích nữa nhá. Chắn xích không phải nhìn nữa. Lấy lô cho anh cái loại đây. Chuẩn. Đây anh em mới lắp quả bộ thang máy này thơn tỉ. Này mình đang nói vui nhiều người cũng như mình chém gió. Không. Cuộc đời mình cứ nói anh em mình vui là được rồi. Cứ nói. Đúng rồi, bác là các nhà. Cái này cái cần thăng của đấy. Mấy ngày kia mà. Hơn tỏi đấy. Trời ơi. Tí cơ. Hơn tỷ. Bác này tin thật này. Bác này tin thật này. Anh là làm cái nghề nó này này. À đấy ạ. Tức là mình không có tiền để dùng cầu thang máy xịn thì mình dùng cầu thang đẻo này thôi. Thật là. Tức là mình đôi khi mình phải lấy ngắn nuôi dài chứ. Ok đấy. Cứ lấy dài nuôi dài quá thì học. Cái này nó là chiêu sản. Không, cuộc đời nó cứ vui vẻ đi bác ạ. Đúng đây là bác nhìn này, tất cả những cái khung này nhá. Đúng đây. Rồi. Tất cả những khung này này đang chờ dọn. Đúng rồi. Bác biết nó khổ đây, nhìn này. Đấy, nhìn chú. Tất cả những khung này này ta đã đặt rồi nhá. Đúng rồi. Hơn 50 xe các bạn. Đấy, đây này, đây có tên của ấy. Này. Đúng rồi. Tên hết đây rồi này. Nói chung là mới liên quan mới nó chưa đâu vào đâu. Nó vượt kế hoạch. Đây. Bác thấy xe này, bác thấy nhiều xe không? Đúng rồi. Không. Chú thì nói chung là em anh em để các bác đoán con này nhá. Nếu ai nếu ai đoán đúng được con này em bán bao tiền nhá. Nếu ai đoán được em biếu 10 triệu. Ừ, em đố bác đoán là em bán con này bao tiền đồng nát này đấy. Đây nhá. Đây. Bên trên cùng à? Bác đứng ra góc này cho em, bác đứng ra góc này thì nó dễ. Đây này, bình zin này. Bình zin này nó có tem zin luôn đấy. Đấy bác xem đây này. Đây. Đây nhá. Bình xăng cốp này. Đấy, tem zin nhá. Cái này em đánh bóng nó hết này. Đấy là zin nhá. Bác phải nhớ như thế đây. Zin nhá. Đây này, zin nhá. Đây này, cái này đẹp hơn cái này. Cái này đẹp hơn cái đấy. Đây em lấy bộ cốp zin nữa. Đấy em nói bác một cái bình này này zin này. Là bác biết nó nằm hơn 20 triệu, nhiều người không tin là việc của người ta. Đúng rồi. Còn cứ đi mua đi sẽ biết. Còn đây. Cốp zin nó khác này nhá. Cốp zin nó khác này nhá bác nhá. Cốp zin từ cái lẫy nhá. Đấy. Cốp zin này, bác thấy chưa? Cốp zin tem zin nhá.
Đây. Đây. Còn bác nhìn đây em sẽ có bộ lô cho bác nhìn. Ừ. Đây bác nhìn cốt zin tam zin này. Đây là nô nó bé thế này đấy. Không, đây là sau. Đây, đây cũng là cốt zin này. Bác chờ tí nữa góp này cho khách này. Đây. Cốt zin này. Bác tùy bác vào bộ 15 triệu hay 10 triệu thôi đây. Ừ. Nào nó gồm cả tem, đúng không? Nếu chơi này đẹp hay không ở bộ bình trang cốp nhá. Mỹ Yên. Mấy cái thủ trước thì thôi đây. Bác nhìn lô này. Đây. Sẽ phải xếp. Được, cái của anh là thủ trước như thế nào rồi nhỉ? Thủ trước zin rồi, đây lô này. Bác nhìn thấy chưa? Lô đấy. Mấy zin nó khác nhau chưa? Zin nó khác, lô nó khác. Cả cái bình này này, bộ sinh cốp này. Nếu bác lấy tùy theo bác túi tiền thôi. Em thì em chỉ tư vấn nhất bác cái này này. Em là người tư vấn còn mua không được quyền bác đúng không? Ok. Bác vào cố gắng vào được bộ sinh cốp này tốt nhất có thể. Không bao giờ xa thủng. Ít nhất cái này trong là ngon vì là xe thực sự là anh để nhiều, chú hiểu chưa? Đúng rồi. Nó mà hở một tí bình xăng là chết rồi. Thế thì bác phải lấy cái này đấy. Vì bác đi ít, em nói thật. Ừ, đấy. Anh có đi gọi là chơi để mình đam mê. Chứ mình đi ít, đi ngắn ngắn thôi. Rút này phải ấn vào đây rút này. Đấy, theo em bác bộ này nếu bác lấy này, nó chỉ rơi vào 8 triệu. Nhưng bộ này là 10 triệu. Cái nhưng của nó là xịn hơn là nó mới hơn đúng không? Không, nó... tự nhiên này này, cũng là một cái bình xăng tại sao nó lại yệt nhau mà bộ này 8 triệu, yệt nhau bộ này 10 triệu. Nó có câu hỏi. Đúng rồi. Thứ nhất là khi bọn em đi làm cái bình nó còn đẹp. Đúng rồi, nó đẹp, xăng nó đẹp. Thứ ba bác nhìn cái này hơi vân một tí. Đúng rồi. Đấy, đánh cái, hết nhưng cái mà, thì nó nhưng mà đã bảo còn... là lỗ một tí thôi nó mất giá. Lỗ một tí nó mất giá. Rồi rồi. Đấy. Chú thay cho anh hoàn toàn bộ này. Rồi. Yeah. Còn bộ toàn bộ 10 ấy này. Còn một bộ mà em bán ra là 15 triệu đó cơ. Đâu? Nhưng mà theo em bác không cần thiết. Ừ. Nó có đẹp hơn không? Đẹp hơn nhiều chứ. Bác cho em đi. Em tính là đã trừ bộ cái kia rồi Tú ơi. À Đức ơi, bộ 10 triệu đó đâu? Còn bộ nào nữa không? Anh nhớ cái bộ fit của anh không không đi lấy trả không phải bộ này đâu. Cái này trông không gì là nó cái những cái chính này nó phải xịn chú hiểu không? Nhìn nó mới trông nó mới thật thôi. Không bố ơi, chú không cần tìm nhầm nữa. từ thế bị nhầm đấy em nhớ không bộ được này... chắc bộ này rồi đúng không? Đánh dấu rồi. Ừ đây rồi, đánh dấu đây 128 đây. Bộ thanh lý công an ra này. Đấy, nhẹ tưng bác cầm này. Đấy, em bị nhầm đấy. Không có một tí nó bả nào nhưng bác đây nhá, bác cầm này. Đây bộ nhầm. Em bị nhầm đây. Bộ này này, bác cầm nó nặng trịch này. Bác cầm hai bộ khác hẳn luôn. Đây này, ví dụ bộ này nặng trịch này. À có xăng. Có xăng. À không phải xăng, bỏ rồi. Nặng không? Đấy, đó. Vẫn còn xăng chứ. Không không, vài xăng thôi không tính. Đấy, bộ nhẹ chưa? Nhầm đấy, em bị nhầm đấy. Đây này, bộ này đây này. Cũng nặng trịch này. Cái bộ kia nó nhẹ tưng. Nặng có nghĩa là gì bác biết không? Nó có bả bên trong. Có bả luôn. Ừ trời ơi. Đấy, nói thế này hiểu. Anh em mình thì là bây giờ bác tính này này. Bây giờ một bộ này khoảng hơn 40 triệu cả tem cả bình. Bác bán bác 15 triệu đúng không? Thế là tình cảm như thôi. Bác đến đây nhá. Riêng bác hai bác. Có hai trở ra. Một là miễn phí ship coi như trừ vào bộ này. Hai lọc lại tiền cũng thế. Thì miễn phí ship là tiền là khác để nhau. Nhưng bác lên chơi bộ này. Em bảo hành cho bác trong vòng riêng bộ này bảo hành cho bác trong 5 rưỡi. Bất kỳ vấn đề gì em vác cả bình cả công đi đi sành ở Nam thầy nào. Đấy là đẳng cấp. Rồi. Xong. Bác yên tâm về bộ bình cái cốp này, vip luôn, nó từ tháng từ trong đáy sáng ra. Cái bộ này về nhà ai mà bảo nói gì nhá, bác mang bác trả lại em. Thế cơ mà, nó nhẹ tưng này, nó nhẹ tưng nó không gần như là mới tinh. Ok. Để đích thân em cầm bộ này xuống. Cái chắn xích này. Chắn xích ở dưới đây rồi. Đây từ từ. Bác cầm cái cốt này, thế cốt này đẹp nhất là lấy. Chú biết chứ. Chú okay. Nhìn cho anh lấy cái nhìn cái này thì giao cách cái đấy. Đây bác yên tâm giao chọn cho anh nữa. Giao cái kết quả cho em, nó thật bác này, em mới là người. Tất cả là anh tin tưởng chú mà chú còn hơn đây. Anh tất cả. Rất đẹp. Đây này, cái này có bên Hàn này rẻ hơn với bên Hàn này. Còn anh cái này thấy chưa? Đấy. Anh em thế đấy, tiền không một lẫy nào nhá, không gãy một lẫy nào. Đồng tiền nó là phù vân nhưng cái này. Đúng rồi. Nói chung là tiền anh em đều đi kiếm ăn hết. Đúng không? Uy tín mà xây dựng được không một phép. Đi. Cầm cái chú cái. Đi anh cầm. Đi.
Thôi để em ấy trong được. Phước phát chết đấy. Nó đưa vào quẹt. À ừ. Tú ơi cầm này xuống làm gì ấy? Hay cho bác này đi. Thôi thì cầm này, bạn cầm đấy. Cú không tắc đâu, cú không tắc lấy loại VIP nhất đi. Đấy. Ông lấy đi, thế tôi cầm này cho ông chọn một cái đi. Cho bộ ngon rồi, bộ nào nó... Bác yên tâm. Ừ. Lấy cái đẹp nhất bác xuống đi, lấy 8 nắp đẹp nhất nha tôi nha. Lấy bộ của bác ấy, lấy cho bác cái bộ 3 triệu ấy. Tiền vì không phải bác vào cái xe bác có tiếc đâu. Đến tầm này bác đã chơi cái bình này là bác không tiếc rồi. Không tiếc. Nhưng nó phải đúng giá trị. Đúng rồi. Em tin tưởng em về mình còn quảng cáo. Chứ tất cả các thứ nó là người thật việc thật. Tất cả các em nó làm đây. Cái này ra từng đây. Tôi lấy cả củ luôn tôi nhá. Lấy cả củ nó phải đẳng cấp. Ừ thôi đừng thay lắm nữa. Mang tiếng này đấy. Bác ấy không nói gì đâu nhưng thôi. Mình biết cái đấy thì bác đã tin vào mình rồi. Bây giờ về nhà anh em ta nhìn vào. Ừ anh ơi cái này vì chú làm đẹp làm chuẩn. Rẻ ngon bổ rẻ mà đẹp nữa thì anh em nó lại đến nhiều. Cứ lấy củ đẹp nhất cho bác ấy nhớ nhá. Đẹp nhất cho bác ấy. Về anh quảng cáo anh em nước ngoài nó nhìn nữa phải gọi là phải nhìn nữa phải được. Còn tiền nong không quan trọng. Về nhìn nó vẫn chê. Đây là cần pháo. trước kia tôi để mấy nghìn gạch cái này là kéo lên. Đúng rồi. Tỉ vậy đâu. Chưa đến 20. Em có mấy triệu này. Thế thôi tận dụng nói chung anh em đỡ phải đi mà vẫn ấy được. Đấy thì nó làm mình cho uống nước. Đúng rồi. Được rồi thì không cái. Đã tin cái tin nắp này cho bác. Em rồi. Chính vì bác tin tưởng quá nên em nói thật em định thay cái, bác. Cái của anh bộ thột sau nó có xịn chưa nhỉ? Nếu mà bác mà lên độ xịn được thì bác vào cái mới tinh. Mới tinh thì em lấy giá cho bác con này gần như gốc thôi. Ừ. Đấy. Mới tinh có anh. Có mới tinh. Cái gì mới tinh em bảo có mới tinh. Tức là đi bộ thột này và những cái ấy nó phải đáng nhẽ bác phải đi thử xong cho bác cảm nhận mới đúng. Ừ. Đấy để đấy đi. Đấy, để đấy được đấy. Để đấy được. Đây nha anh em cộng đồng mạng nhá. Đây là một thực tế mà nó đang diễn ra ở quán em. Tức là bác ấy đến nhà em, bác ấy dọn chiếc xe 40 triệu. Và bây giờ riêng cái tiền đồ bác vào phải rơi cháu nghĩ lanh quanh hơn 50 triệu rồi. Đấy, và bao nhiêu anh em tự biết. Thế là có nghĩa là nhiều người sẽ vào đây bình luận là diễn nọ diễn kia thì đây. Em thuê bác ở tận bên Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc về diễn. Không, thực tế đấy. Đây là xin thông báo với anh em là thực sự là Kiên đây là làm rất uy tín. Vâng. Đấy, thực đấy. Tế là con người và anh em làm đây rất là nhiều việc. Cho cả Yên vào nhá. Ai không đặt trước 2 tháng còn không có xe. Đúng, bây giờ có bảo em làm Tết em đấy. Chị, em tức bái thẻo luôn. Không, trước 2 tháng không có xe. Bằng cả Yên luôn. Bác không vào Yên, bắt bác vào Yên. Riêng cái tầm này. Rất uy tín. Vì cái Yên không đáng gì nhưng cái Yên nó đẹp nhất cái xe. Đấy, anh có em mà có muốn xe cộ mê, đam mê thì đến Trung Kiên. Em nói thật bác này này, em nói thật tâm này này. Mình làm ăn trên mạng thì tất nhiên có người ưng, có người không. Có người hiểu, có người không. Gọi xã hội mà. Thì có người nói ra nói vào. Cái gì đấy chị? Lấy gì ạ? Giấy của em. Cái này cái gì? Cái này kiếm phiếu báo phát này, người nhận người đang nhận rồi ấy à? À. Chưa hiểu cái này cái gì luôn. Làm gì thì làm nhưng mà mình giữ được cái chữ uy. Chú hiểu chưa? Sẽ là Phạm Trung Kiên nào đây này? Vâng. Mình uy tín thì mọi người sẽ đến với mình. Đúng, mình... bác nói đúng. Đấy. Em chỉ nói bác câu này này. Đầu tiên ấy. Bác cũng không biết em là ai. Đúng. Nhưng mà có những người quay video như bác. Ừ. Có những người mua như bác ấy. Ừ. Thì bác xem được thì bác sẽ mua của em. Đúng rồi. Thì ngược lại sau cái video này. Đấy. Cũng có rất nhiều người làm là nó phải thực tế. Nó phải chuẩn thật. Đây đang đấy. Thực tế đây. Đang rất mộc luôn đấy. Các em có khả năng là làm đôi khi có khi là công bỏ ra một tí thật. Nhưng mà nó đảm bảo cho người ta chất lượng. Đúng rồi. Cho, đúng rồi. Cho khách hàng thì người ta bảo ừ đấy nó làm thế nhưng bỏ đồng tiền ra nó xứng đáng. Thứ hai thì uy này nó là hoài liệm bác. Đúng rồi. Mình đam mê mình thích là được thôi. Không, cái đấy kẹ này để nót vào đây rồi, nào nó. Nhưng còn bây giờ bác bảo nếu mà đồng tiền bác bỏ ra mà bác nhận lại cái không đúng giá trị của nó thì nó không vứt. Còn rồi. Ngược lại bác cái xe bác về nhà. Ừ. Nếu bác nói là tương đây tương đây. Còn cái tay sách này. Tay sách mới phải thay mà bảo. Ừ. Tay sách phải tay sách xịn. Đấy bác ra, này tay sách nhá. Ừ. Để gọn đồ vào. Đây chắn xích bác chọn cái nào đi. Đấy. Đó, đây. Thực tế nhất đây. Ừ. Đây, hai cái này. Chú thợ gì chứ. Đây, để em chọn cho bác. Chọn cho anh. Anh em mình đều mắt tinh. Mở ra đàng hoàng bác. Ừ. Thích bọc lại.
không đến bác là nói câu là anh tin vào chú rồi thì không sao. Là cái này kể cả anh đến và chú ở cái này là xịn rồi anh vẫn tin chú mà. Đúng rồi. Anh em mình cần gì về xem thôi. Không chú ở cái này nó sẽ không là được cho anh là giá từng đây là anh bảo được là được ok. Cái này của bác bình thường ấy, bác lên mạng bác mua ấy. Anh em bán ra nếu sẽ đẹp toàn 1,5 triệu nhưng với bác em chỉ lên 1 triệu. Một cái này thôi 1 triệu. Ok, anh thì anh thực sự với chú là đã bảo rồi anh em mình. Bác có tin nhiều người không tin không? Ừ. Một cái này thôi 1 triệu. Sao cuộc đời có tí sắt này 1 triệu. 1 triệu. Nhiều không biết là bây giờ tôi lần ở đâu ra không? Đó, nhưng bác có nhìn nó đẹp thế này cơ mà. Có, ừ. Đấy, hàng đẹp không han. Không, những cái này này, bây giờ cái này 500 hay 300, 200 cũng có. Đúng rồi. Có, tức là tiền là của ấy. Chú đúng, nói đúng. Là bây giờ những người không có tiền, ví dụ như anh em mình không có tiền. Hôm nọ em bán một cái rất là đẹp. Mà bán cái rất là đẹp mà chỉ gãy mỗi chỗ này thôi nó hàn lại thôi em bán 200.000. Ừ. Có đấy. Video đấy. Nhưng nó bị gãy thì nó gãy nó khác. Nó khác. Cái này cũng như kêu. Cái bình xăng đấy, bình xăng đang ngon kia tự dưng đấy 15 triệu và làm tồn gì? Tồn kho nó mới còn thế này chứ gì có tự nhiên mới cứng này. Mà. Đúng, chuẩn. Ồ, anh không thế thôi nhưng anh xem của các chú tất cả cái gì anh làm nhiều hiểu. Người lên mạng cứ bảo là mà cái này nếu không còn chú còn phải đặt ốm mới có. Đúng. Còn lâu mới có về được đây. Đúng đấy. Lấy cái lần nữa phải tìm đi đâu. Lấy cái thụt zin 100% tú nhá, thụt sau zin đấy. Nó không tức là như này anh em này, nếu để nói vui là em đang mất thời gian với bác. Ừ. Nói vui đấy. Ừ. Nói hết vào rồi. Đúng rồi. Bây giờ rỡ ra. Không đấy, hôm nay anh bảo với chú ở anh phải đến tận nơi đã chứ còn không đấy. Anh bảo chú chuyển về cho anh xong rồi. Anh đúng rồi. Nhưng mà em lại rất thích người đến là vì sao? Ví dụ mình không đến vừa quá vừa tức là mình phải tận mắt. Đúng mình rồi. Nhìn thấy. Thứ hai mình không mừng gì mình bây giờ mình anh luôn. Em mình nói thì tôi cứ biết ông nghe thế ông nói. Đúng rồi đúng nhưng rồi. Nhưng bây giờ mình nhìn thực tế này anh giờ anh cần thấy ví dụ như đôi gương chẳng hạn. Cái vấn đề là tin thì tin rồi nhưng mình vẫn muốn đến thực tế để đúng. Nó thực tế ví dụ cái gì lỗi ra cái gì mình xử lý đúng luôn rồi. Xong nhưng là anh em mình phi thẳng ra đây luôn. Tại sao mất một tí thời gian cũng được nhưng mà chú làm thế nào quá uy tín vì đúng rồi bởi sao mất nhưng mà mình cũng vẫn được việc mà mình khách hàng hài lòng quan trọng đúng là rồi. Khách hàng hài lòng không ý em nói là ý em đang nói là đấy mất thời gian nhưng mình vẫn vui đúng. Mình được tiền mà đúng. Tức là nhà khách thoải mái mà hiểu chưa. Chú à, bây giờ lắp xong hết rồi, bây giờ lại bảo em lắp thế này lắp thế này. Này, tiện tháo ra nhá, cho lắp mày xịn nhá. Đấy, cái này bác không nói nào bảo nhá. Ừ đấy, thế thì cho. Cái này nó không một thời gian nó bạc phách nhá. Đúng rồi, theo đấy, con nhà em đầy. Đấy, vì cái này nó là xịn rồi thì cái này nếu có thì đúng rồi, nó có thêm một tí thôi, không làm bao nhiêu. Đối với anh vừa thêm tất cả anh em tập trung làm tí mà. Không quan trọng. Không, quan trọng là về anh quảng cáo ở đây thì xe này để mua ở đây. Tức là để làm cái kỷ niệm anh thì thực sự xe máy thì bao giờ bác lại đi tiếp anh khoảng độ sang giữa tháng 3 anh mới đi à thế thoải mái tiếp tiếp xong à nhưng tiện đây nói luôn quay đâu ấy quay ta đang nói chuyện quay đâu ấy mày rất nhiều người đang phản ánh mày về giả lương camera ấy camera quay đây này em nói luôn cho bác này bác về nhà cái tất cả nhé kể cả anh trai hôm qua nhé anh trai hôm qua đấy bây giờ hiện tại xe bác là rất là ok em khẳng định là ok nhưng quá trình về thường thường nhá nó sẽ bị chảy dầu ở đây à thế à chảy dầu này là cái phớt mâm điện thôi ừ. Nó rất là rẻ tiền nó chỉ 50.000 với 100.000 quay đầu là cùng ừ. Em nói thật mấy các bác chẳng ai nói thật chưa chắc ai đã dám nói như thế ừ. Nhưng em không muốn nó chảy vì sao vì em test nó có chảy đâu ừ. Nhưng quá trình bác về nhà về bác đi mình đi này nó chảy nóng lạnh, đúng rồi đấy đúng thế rồi. Chẳng em ngồi em test cho bác cả tháng okay, có gì cả tháng cái đấy có thể thì là mình đưa ra thợ bác ra thợ bảo dưỡng lại là được nó tháo một cái mang cá này ra nó thay cho mình cái phớt kể cả nó lên 500.000 ừ. Em vẫn trả tiền bác. Mặc dù bác không quan trọng tiền nhưng em vẫn trả tiền bác. Đấy là nguyên tắc nhá. Ừ. Nhưng nó sẽ bảo hành thay em. Cái nó bảo hành gần hơn. Thế chẳng mỡ phớt sang em à. Ừ. Còn em không mong muốn bị như thế thì nếu mà mong muốn em đã không bảo hành. Đúng, rồi. Đúng không? Đấy tất cả anh con nó mang hiểu thế. Đúng rồi. Còn làm là phải có lỗi. Còn chú làm và nói chung là có trách nhiệm. Anh thấy là có trách nhiệm chứ không phải là làm xong rồi bỏ đấy. Đầy anh người này. Em nói thẳng trên mạng luôn. Rồi. Anh chỉ cần nói chú là mình làm có cái chữ tín rồi. Và. Thì không phải cần gì nói nhiều nữa. Vâng, đúng. Của khách người ta sẽ đến với chú. Vâng. Mà chú mà làm ẩu hoặc chú mà làm không đạt được tiêu chuẩn thì người ta quên. Lại tự chú người ta bỏ, người ta quên. Quên cái bô nữa, quên cái bô, chốc lấy cái bô lắp cho bác nghe. Quên cái bô đấy. Nó thật là bác lấy win hay nó thật lòng này. Đây là chia sẻ lại thôi. Ừ. Nó hay mỗi cái bô. Đấy. Thế cho nên bây giờ mà nhưng mà nhiều khi em bảo bác làm thêm em tự em ngại. Không sao. Nhiều tiền quá. Không, không nhưng mình chỉ biết tư vấn thôi. Trông là lên cái bô đây nhá anh em nhá. Cho anh đi mua đúng rồi. Tức là tiếng nổ của nó phải đúng như cũ. Trông nữa như này này đấy. Cái bô mình nắp cuối cùng ừ. Để bác nghe tiếng bô này xong ừ. Nắp cái bô xịn vào bác nghe lên đúng nghe ỏn 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 đấy đúng bây giờ nhá chú về nên mình đôi khi mình còn phải đấy kể cả ô tô cũng thế thôi sau này nếu có làm đến ô tô chú còn phải chế nói chung mình làm được hài lòng toàn phần khách hàng thích cái gì là mình làm đúng không mà làm là phải đẹp làm phải đẹp đúng rồi đấy chứ còn làm ông về làm ai người ta cũng chê ủi thằng này làm đéo là gì đúng
tức là làm người ta ô thằng này nó làm con này đích thân em chở sang cho bác này là bác yên tâm. Ừ, chở tận nơi. Bố chở giúp anh tất cả các thứ anh. Em biết bác không tiếc nhưng mà em phải có cái gì chứ. Em đang lãi bác 10 triệu ví dụ thế, em thôi em lãi 8 thôi em có thiệt đâu. Đừng tham quá, nói thẳng thế. Đâu, em có điểm em này này. Đấy, thế là... Em là người khác nhá, em sẵn sàng lấy cũng bác là kinh doanh, anh cũng là. Đúng rồi, mình đấy, mình làm thế nào để cho ta khách vui. Thoải mái. Đúng rồi. Thế thôi chứ còn là... đừng cứ xong người ta giả cho chú một vài đồng người ta khó chịu là mình không thích. Rồi, trông nó đi. Trông nó xem. Đi, đi, em, đi. Em chưa ăn gì đâu ấy, chưa là mấy chú cháu mình ăn ở bên đấy. Xong rồi với chú cháu mình okay. Đi luôn. Có cái gì đâu mà quan điểm của cháu này này. Anh nó phải thoải mái vui vẻ bác. Đây đang nói chuyện bác kia lớn tuổi, còn anh thì gọi anh. Mà thôi gọi bằng anh thì gọi anh chú không quan trọng. Không quan trọng đấy. Quan trọng mình phải tôn trọng nhau. Chú thì bằng tuổi em anh thôi nhưng mà đấy. Anh em mình thế thôi gọi. Đúng thế rồi. Thôi. Kể cả nhá bác phải hiểu này này. Đôi khi mình ra ngoài xã hội con bác bằng tuổi em, hơn bằng tuổi em nhìn trẻ mình gọi anh chẳng sao. Quan trọng là cái tôn trọng nhau. Mình cảm thấy vui vẻ là được. Đúng rồi. Giờ nhìn trẻ trẻ gọi ngay. Như bác bây giờ mà gọi chú thì tự dưng buồn cười không? Nó giả. Đúng rồi. Anh em mình cứ phải cởi nới cho nó về. Làm gì á? Giả cũng thành trẻ. Ừ. Đừng nhầm tay pha. Cổ sinh nhan này lấy củ VIP nhất cho bác cái rồi, đang vệ sinh rồi. Cổ sinh nhan nó phải mềm nhũn. Có những người ta kinh tế ít ấy, là cứ vào lắp zin cho anh thôi. Nắp cái nắp zin vào này này. Vọng bẻ nó vẫn cứng. Ừ. Nhưng mà nắp zin là ta vẫn nói là zin. Nó bảo xịn hay không thì nó chỉ cần chú thì thế này đúng chú. Tức là mắt người ta nhìn cái cao su nó khác. Đúng rồi. Tất cả các thứ hoặc cái đèn này tại sao nó xịn nó đỏ, chú hiểu? Đúng rồi. Nó đỏ nó bóng mà nó không bị nhanh bạc. Nhưng cái này chú để 2 năm bạc phích kìa. Đúng rồi. Vấn đề đây muốn nói bác này này, để cho anh em hiểu đây này. Vẫn là tiền. Bây giờ nhá, người ta bảo ô kia ơi cái này lô. Em rất muốn vào zin. Nhưng mà khách hàng em kinh tế chỉ có thế thôi. Thế chẳng lẽ mình cứ bỏ tiền túi rồi mình lắp cho khách để cho nó đẹp cho khách hàng, cho cái người đấy khen à? Đúng rồi. Quan trọng là người ta có tiền đến lắp, em lắp con này đấy cho. Còn việc kinh tế người ta, hay mình nói cái khách là không phải ai giàu như các bác đâu. Nếu mà mình nói ngược lại. Không, nhiều người cái giàu cái nghèo nó không quan trọng. Người ta chỉ thế thôi. Người ta đôi khi người ta đam mê, sức của người ta chỉ có thế bây giờ. Đúng rồi. Người ta làm lụng bây giờ chỉ có tư lệ triệu thôi thì không thích lắm nhưng không có tiền mà chơi. Đầy người có hỏi em đấy. Là thế em ơi có xe 10 triệu không, em thật bác 10 triệu chưa bằng cái bình xăng của bác. Nhưng mà mình vẫn phải bán nếu người ta đã thích rồi. Nhưng mà em hạn chế bán xe rẻ tiền dưới tầm đấy là vì này này. Khi mình đã lên một chỗ đứng rồi ấy, mình bán xe rẻ tiền, mình lãi vẫn thế thôi. Nhưng người ta đi một thời gian thì chán, tự dưng mất cái đam mê của người ta. Thay bằng để người ta cố gắng thêm tí tiền. Chú là nó đam mê, tại sao anh thích những cái dòng này? Vì bởi sao? Một là nó là kỷ niệm. Vâng. Hai nữa là người mình nhỏ bé mình cũng chỉ đi những cái dòng xe này thôi. Đấy. Đấy tại sao bây giờ những người người ta thích những cái 82, thích những cái Uy. Đúng rồi, đúng rồi. Đi nó vừa tầm với người chú. Đúng rồi. Đấy, chú hiểu chưa? Đấy, mình người nhiều người... người nói chung là mình có to cao đâu. To cao thì nó lại phải đi xe to, xe cao nhưng mà... Đây là video mang quay thực tế nhất thao, anh em nhé. Năm đấy là những cái xe này nó rất là chuộng. Mà đến bây giờ anh nói chú, nếu chú để được con xe mới này nó vẫn giá trị cực kỳ. Đúng rồi, giá trị cực kỳ luôn. Nên tại sao mà chú làm được cái khôi phục cái mới này là anh rất cái tự hào cho Việt Nam. Cho Việt Nam. Phải nói Việt Nam mình. Bây giờ chú đi về anh dựng con xe nó cũng thời bao nhiêu nhưng nó lại là mới cứng. Đúng rồi, chuẩn. Nhìn tất cả từ con ốc nó bóng nhoáng. Anh tại sao anh không thích, anh vẫn có thể mua. Anh thấy anh mua được cái con nó khoảng độ tầm 67%. Đúng rồi. Nhưng mà trông nó vẫn bị nam nham. Đúng rồi. Nó vẫn không bao giờ bằng chú nào mới cứng thế này được. Anh thích từ con ốc này nó trắng tinh. Chuẩn luôn. Đấy, tức là không biết là nó như thế nào nhưng nó vẫn là trắng tinh nhìn. Thế anh đã bảo rồi, trước rất nhiều người cứ bảo là thực sự nhìn nó phải đẹp. Nhiều người này bác này, mỗi người một quan điểm. Nhưng mà cái quan điểm em là làm dâu trăm họ, quan điểm em rõ ràng luôn. Bác ưng là được rồi. Đấy. Còn cái người trên mạng người ta chú gửi người mua người ta cảm thấy hài lòng về. Đúng rồi, chứ còn bây giờ tự hào về cái xe vì người ta xem người ta thích. Và thế thôi chứ không cần gì. Làm mình sống có vẻ đẹp ông gì đâu. Người ta không mua, người ta không xem, người ta bảo ôi giời bây giờ nếu bác đi mua xe này. Đúng. Chú mua mẹ SH thì hoặc là mua cái xe nó đời cao. Cái video này hiểu là nó như thế nào đâu. Người ta đã được chắc gì đã được đi. Đúng rồi. Thế tại sao nó phải có chữ đam mê vì nó đi nó có cái hay của nó. Đúng rồi. Đấy tại sao ngồi như con này nó có cái thụt hay này, có cái giảm sóc hay này. Đúng rồi. Đi nó lại trông cá tính này. Đúng rồi. Vào cái gì một một luôn đi, đằng mất công tháo ra rồi. Mất công tháo ra vào tặng bác ấy luôn. Đôi khi chung có những cái anh thấy cảm thấy chú có cái phong cách là nói chung là rất là ấy đấy. Anh không phải là gì đâu. Em không hiểu. Là ca ngợi có những cái này bác này, có những khách hàng ấy càng mà
mình nói vui ấy là dập dòm một chút ấy. Em thật em làm dập dòm được mà, nhưng có những người ta thoải mái quá. Nhiều người sẽ bảo là em có chịt cả đầu luôn này. Mày lãi được nhiều mày trả thoải mái. Đúng, tôi lãi được mày tôi mới có thoải mái. Thế tôi đi kinh doanh thì có lãi chứ, tôi đi kinh doanh tôi bán quả đúng rồi. Mình làm ngày làm đêm cũng cả đêm chú không ngủ. Thỉnh thoảng em phải đổi góc. Đổi thế đấy, em biết đổi thế là như nào rồi thì. Có người yêu rồi biết rồi gì nữa. Thỉnh thoảng đổi thế, hiểu không? Nhưng mà mọi lần là chú chỉ khoảng độ tầm 5 phút đến 10 phút thôi. Em cứ đứng một chỗ nhưng đúng không? Lâu, nhưng mà hôm nay đổi thế, em phải đổi thế hiểu không? Ví dụ bây giờ em đứng chỗ góc này người ta nhìn nó quá nhàm rồi, em xoay góc khác. Và em nhìn trong điện thoại góc là đẹp. Thỉnh thoảng đang em quay nước là vòng này xong lại ra đây luôn. Cái câu chuyện này là câu chuyện nhiều người đang rất là cuốn. Người ta muốn ngồi anh em mình nói chuyện gì. Không, đấy. Mình đây là thực tế vì là anh ở tận Cẩm Giàng hay sang? Tận Cẩm Giàng Hải Dương. Sao từ bên Chắc bay về chứ có em... phải là ví dụ như là anh ở gần đây anh ra anh nói chuyện chú. Em phải này... phải nói là bác ấy, đây là anh em này. Phải nói là bác ấy từ nước ngoài bay về đây để mua xe. Cho nó quan trọng hóa lên. Vì bác đặt từ nước ngoài mà. Vào bác cái rèm một nó vi vít. Cái tầm này bảo nó thật thêm 50-100 thì bác có để ý đâu. Hay thêm 500.000 bác có để ý đâu. Mà mình có biếu bác hay được mà. Thì mình lại quá nhiều rồi, phải không? Sao mình không nhả ra một gọi là cái gì nhỉ? Người ta phải nhả ra một tí chứ đúng không? Đây là nói chuyện vui kệ. Bác hiểu là được rồi, còn ai hiểu gì kệ. Không, anh hiểu. Vào cái rèm một nhá, về vi vít ấy. Vì anh biết là chú là con người cũng nếu mà có củ hậu sau luôn thì vào luôn, là... củ hậu sau cả củ luôn. Đấy. Thì đỡ phải mất công tháo cái đấy, để nguyên cái đấy lại là xong, tháo biển thôi. Có củ hậu luôn không Tú? Có cậu. Thế thì lấy tạm ra vệ sinh luôn, bác ấy chờ được mà. Anh chờ được. Chúng hôm nay là đã đến là phải xong, thấy không? Phải xong. Kia nữa phải xong. Muốn anh em mình về muộn. Vấn đề gì? Quan trọng gì? Nhiều khi vui nên nó có khi chạy cả đêm. Chú không biết nào chứ anh ấy. Hàng hóa khi nó đúng công việc phát đi cả đêm luôn. Em bác chưa thấy em đi Sơn La mà... Đi 6 tiếng về nhưng mà trong 48 tiếng không ngủ tí nào đây là có thật đấy. Đấy. Thế nói chú đấy, bọn anh thế thời vụ mới làm cả đêm ấy. Nó là đam mê. Sáng hôm sau ra xa thì nó bừa bãi chú hiểu không? Không được. Em nói bác này cũng là dọn mới, có rất nhiều người dọn. Mình không nói người ta dọn xấu hay dọn đều. Người ta đều làm tốt hết. Tất cả là đều tốt cả. Nhưng vấn đề là cái... bây giờ cái này chất lượng. Tức đúng là rồi. Nó ít tiền thì nó không được tốt. Đúng rồi, chuẩn. Cái nhiều tiền thì nó sẽ tốt hơn. Có rất nhiều người đang dọn. Thực sự chứ không phải là... nó gọi là tiền nào của ấy ở nhà mình đây có thể là đấy, quay đây này như trung kiên đây đấy, là nói chung sẽ quay. Đáp ứng được cho mọi người em nói bác này này để em đọc qua những người dọn em chỉ đọc một người là người anh mà em có chơi ví dụ anh Cao Thanh Tùng kiểu gì bác chả biết đúng rồi Cao Thanh Tùng có chuẩn chưa ở Bắc Ninh Chí Linh là Bắc đúng, Giang Bắc Giang nhưng cho hỏi bác nhá không phải anh ấy dọn không xấu mà là anh với bác chưa có duyên đúng không ạ không đúng không? Vì một là chưa có duyên hai là có khả năng mình cũng không theo dõi đúng rồi đấy, đấy. Mình không để ý lắm vì nó mình thực sự là cái việc này nó cũng là bình thường thôi mà mình theo dõi ai thì mình làm người đấy tức đấy. Là ý em muốn nói này cũng thay như câu chuyện thay thụt sau nó phải thay nó đáng hết thì đi nó mới êm ấy nhưng em nói với này này đây nó chia sẻ thật tình đấy nhá cũng là một bán quán ăn nhưng tại sao hai quán gần nhau nhưng ta đến cái quán bên này mặc dù ta không lựa chọn nó là cái duyên thôi thì cũng như câu chuyện anh Cao Thanh Tùng anh toàn dọn xe đắt tiền thì xe này có phải là ít tiền đâu cũng là đắt tiền mà đúng không nhưng anh Tùng đúng anh rồi. Dọn anh dọn toàn ra xe đắt tiền mà dọn cũng đẳng cấp cũng ngon đấy nhưng mà vấn đề là mình gọi là chưa có duyên cũng như có rất nhiều khách ở bên qua anh Tùng chưa biết anh em nhưng biết anh em rồi lại sang em chẳng hạn hoặc trước cửa khách bên em lại chưa biết Cao Anh Tùng biết Cao Anh Tùng lại sang Cao Anh Tùng đấy em chia sẻ thật còn làm ăn trên mạng ấy không bao giờ mình nên nói xấu nhau mình nói sâu là tự mình giết nhau nói tóm lại là tiền nào của ấy đúng rồi như chú nói câu là tiền nào của ấy bây giờ người ta ít tiền thì người ta dám chơi cái đồ này thôi nó giống giống thôi là được anh toàn dọn xe 80-100 cả 70 ông có tiền thì ông thay cái này xịn còn thay cái này đắt tiền vào thì trông nó đẹp hơn mà nó bền hơn ví dụ thế thôi đấy, còn em thì em toàn dọn xe 25 triệu thế thì 25 triệu so với 80 thì nó chả không ra gì đúng không sao bì được những con hàng 100 triệu hàng 70-80 nó khác khó đấy. Toán câu chuyện là đang rất là hoan hỉ đấy anh Tùng mà nghe được video này anh em mình thoải mái đúng không em không mà trừ trước giờ chưa bao giờ mình nói xấu luôn nói chung mình cũng không nói xấu ai mỗi người làm nghề thì mình mỗi người có một cái bí quyết riêng đây kia lấy con kia luôn con xe của em mới bị tai nạn đấy em ôi thế con bán tải chú đang bị tai nạn mà em đây cả gia đình còn sống đấy ui rồi đang đỗ đèn xanh đỏ nó hôn với đít đang đỗ đèn xanh đỏ nhưng mà hôn đít thì nó chỉ méo xe thôi chứ không đúng không, rồi vì là lúc đấy nó là bán tải nó chậm rồi ui giời nó mất phanh con container mất phanh ai giờ dạ.
Tối kia công ty có tí hội nghị cho. Tối ngày kia? Tất cả đi hết được à? Đấy có mấy anh em thì. Nhưng mà đi hết thì có tốn thức ăn không? Thế là tối ngày kia mấy giờ? Đấy là trong thời gian ở trong cái chiếu. À. Thế là mời cả cửa hàng. À rồi rồi, mẹ ra làm cái mũ đội. Tối ngày kia, đây anh em nhá, 19 tháng 1 là hội nghị đấy nhá. Đấy, tổng công ty mời đấy. Tất cả anh em đi ăn đi uống nhá. Ừ, ok nhá. Bảo mời to lên để mời lúc nào anh em. Cái biển biết thì giúp anh nhé, bảo anh em còn nghe thấy chứ không, cứ mãi làm là coi như không nghe thấy và ôi okay. Thế chả thấy bảo gì cả. Khi đi kèm theo 500. Không, không mất tiền. Không mất nghìn nào, đây là công người ta mời. Chúng ta phải biết là mua tiền người ta mất tất cả tiền tỷ. Đây mà từ đây là trang mới mở rộng, chỗ này tỷ 7 quá rẻ. Quá rẻ? Đất này rẻ quá. Đất mình đất bọn anh đã hơn 2 tỷ. Rộng chỗ này từ đây đến nó phải đến 30 mét ấy. Trước là hơn 2 tỷ. Nhưng bây giờ là đất nó xuống thì người ta cần tiền đấy bác. Người ta bán thì mua lại. Đấy. Thôi nhá, tạm thời dừng một chút và lên hình quay tiếp. Không nó dài quá lên chào ta. Anh em ở đúng rồi. Chào anh em, chào tí nhá, anh em đợi nhá. Anh em đợi tí. Chào anh em cùng đồng mạng nhá. Ok. Đây à. Hai bác trai bác đi con biển 34F 34A 36111 đấy sang nhà mình mua xe win. Và buổi trưa rồi là mấy bác cháu không kịp nữa vì bác ấy dọn thêm đồ vào. Nó mất thời gian. Nên giờ mấy bác cháu đi ăn cơm. Đấy, anh em đợi cái kết nhá. Đi ăn cơm xong về lại làm nốt xe cho bác ấy. Anh em ơi, mấy bác cháu đem cơm về rồi nhá. Đây, bắt đầu vào nhà em đây, bác ơi đây. Bác đi quá tay. Đây, đến quán em đây rồi. Mấy bác cháu đem cơm về, anh em thợ ở nhà cũng làm xong luôn. Xong xuôi là em ship đi, đi Hải Dương luôn. Đấy, xong xuôi em ship đi Hải Dương luôn. Đấy. Ok. Xong chưa? Đây, anh em ơi xong rồi nhá. Anh em làm xuyên cả trưa để kịp xe cho bác đây này. Đây bác về đây anh em này. Đấy. Đây bác đi VinFast này. Đấy. Sáng nay về đến nhà em bằng con xe này. Mà làm thêm đồ mà, vào thêm đồ. Cho chính lời. Đấy. Thêm đồ. Đấy. Anh em thấy VIP hơn không? Bộ bình xăng cốp khác hẳn luôn anh em ạ. Đấy xinh nhan này. Mềm nhũn luôn này. Đấy, mềm nhũn luôn này. Đấy, VIP nó phải khác. Tiền nào của ấy thôi anh em ạ. Đấy, cái chắn xích zin này nó khác hẳn luôn đấy. Biển lại VIP luôn đấy. À, vào nước ăn. Vào nước đây xong rồi. Xinh nhan VIP nó khác hẳn luôn rồi. Đấy, quả bô này lên quá hợp luôn nhỉ. Quả bô này lên vừa xinh đúng không? Bác thấy không? Đấy, bác nhìn xinh nhan này. Nè, mềm nhũn luôn này. Bác bẻ thoải mái. Bẻ thoải mái. Đấy. Gương còn gương đâu? Có gương, đấy, có gương. Mấy bác có lắp gương đâu? Trông nó lắp gương thời trang thôi. Gương thời trang thôi. Vâng, bác ấy bảo không thích lắp gương này. Lắp gương thời trang mới cả cầm đôi gương của nó về. Đấy. VIP luôn. Đấy. Chưa cơm nước kìa. Chưa. Đấy, ưu tiên các bác để các bác đi về anh em nó ăn nó nghỉ ngơi được. Đấy. Anh em thấy bộ bình xăng cốp VIP nó khác hẳn không? Của mình sang cốp VIP nó phải khác. Nguyên zin hết anh em nhá. Bố zin nhá. Đấy. Tiền nào? Bác vào bác con ruồi đậu xinh nhan nó cũng lún xuống này. Đấy, con dầu ruồi đậu xinh nhan nó cũng lún. Tiền nào cuối? Vâng. Đấy, mấy bác cháu vừa đi ăn cơm về anh em ạ. Đấy bác vào bác lay quả xinh nhan cho em nhìn xem nào. Đấy. Đấy sợ. Quả là ruồi đậu nó cũng lún đấy. Cũng còn cong. Đây, đấy, cứ để nó căn chỉnh hết xong bác đi vòng. Bác vào nước đi, bác vào nước đi. Đấy, em tạm dừng video nha anh em nhá. Vừa tạm dừng video lại, tạm dừng video để bác vào nước. Sang này em lấy con phân phối lớn của em chở bác sang. À, tất cả anh chị em nhớ nhá, mua xe dọn xe nhà em đừng nhắn tin. Cứ nhấn điện thoại alo cho em. Đấy. Lấy gương thời trang, gương thời trang cho bác. Bác thích gương thời trang. Chung kim mô tô. Mày giả giang giả bao nhiêu xe để làm xe bác ấy. Đấy. Em đợi cái kết nhá, đợi cái kết em làm xong em sẽ quay video lại. Đấy, anh em nghe tiếng bô thật của nó khác hẳn không? Em có quay video tiếng bô thật luôn này. Đấy, tiếng bô thật này. Từng tiếng luôn anh em ạ. Từng tiếng này.
đấy, bố xịn đấy anh em nhá, ga nhẹ nhẹ cái nào, còn nào đấy đấy đấy, ok anh em nhá, 8219 đúng tiếng nổ của nó luôn đấy, đúng tiếng nổ luôn đấy. Ok đây nhá bác ơi, của bác đã xong rồi đấy nhá. Đây anh em ơi, bây giờ video là video chốt này, bác hãy thay thêm bình xăng, thay thêm chụt trước, à quên mất, xin lỗi thay thêm chụt sau, thay thêm chắn xích, thay thêm tay dắt, thay thêm sinh nhan, thay cùng công tắc, thay củ hậu, thay rè sau, thay bô, thay yên, thay cần số, cần khởi động và đèn nét. Đấy thì kính gửi tất cả anh chị em này, đầu tiên bác dọn chiếc xe nhà em chỉ là 40 triệu thôi, anh em có thể vào gạch đá thoải mái, em vui lắm vì trên mạng mà. Đấy bây giờ bác vào như thế này, vào thêm chắc sẽ là cộng sơ sơ này, vì tặng em nói anh này nó ví dụ cũng là vào cái bình xăng, nhưng ta vào loại 5 triệu 7 triệu 15 triệu, cũng vào cái thụt sau, ta vào thụt 800 một triệu, 1,5 triệu, ví dụ thế, vào sinh nhan có loại 1,5 triệu 2 triệu 3 triệu, nhưng bác vào hàng VIP hết, vì bác ấy là phải đẹp, phải chất, phải zin. Thế thì mình cho bác xem đồ và ưng, bác nhìn bác mới lấy. Có video em đăng rồi đúng không? Đấy, thì em cộng tổng lên này, 15,2,5 triệu này, 17 năm 18 năm 19 năm, 22 năm, 24 năm, 25, 25 8, 318, ôi dồi, 328, ôi, 335, 333, ôi, 333, 33 triệu 300, 33 triệu 800, 34 triệu 500 nữa. Anh em ạ, tức là bác mua nhà em chiếc xe 40 triệu đã đẹp lắm rồi, nhưng bác vào thêm đồ zin, đồ chất, đồ VIP hẳn 34 triệu 500 nữa, là tổng con xe này lên hẳn 74 triệu 500, 74 triệu 500 con xe này. Nếu mà so sánh là vẫn rẻ anh em nhé. Anh biết tại sao nó vẫn rẻ không? Là vì một chiếc xe VIP nó sẽ rơi trong vòng tầm 60-80 triệu, nhưng với chiếc xe này 74 triệu 500 nhá, thì em đọc luôn giống bác trai ở Vĩnh Phúc, bác có dọn nó 300 triệu, thì cả cái xe đấy như lời bác này nói chỉ bằng cái bình xăng với bộ tem thôi, đúng không? Vứt xe hết đi, thế thôi, em tự hiểu. Còn tin hay không anh em tự tìm hiểu đi, không muốn tranh cãi. Đấy anh em cứ quay xe đi để vào đây nói chuyện với bác ấy. Đây này, à cộng phải đây nữa, từ từ ship đi, cứ này ship là 380 cây, tính 800, thừa thiếu tính sau, 34 triệu 500 là vào 1 triệu đi, không vấn đề gì. Không em rõ ràng 80 cây là 800, 34 triệu 500 là vào 35 triệu, thôi 300 thôi, như thế thì kiêng số 53 3, thế là vào 35 triệu, 36 triệu đi, em kiêng số 53 à thế à, ừ. Đấy 345 là 355 353 gọi là 30 tổng 36 triệu đi, thì em chiết khấu cho bác cái chỗ này nhá. Em chiết khấu tổng vệ sinh của bác là 40 là 76 triệu, 76 triệu đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Em chiết khấu cho bác là anh bảo nói là tặng cho các em 1 triệu nữa. Ừ, là 77 triệu, ông trời luôn, 77 triệu nhá, 1 triệu là chốc đưa riêng. Thì tổng đây này, em đây bác nhìn này, bình xăng 15. Thằng em quay đâu ấy, nói trong nhà thì phải ra vào trong nhà, nói trong nhà quay thế ta, nhà ta tưởng mình đang nói chuyện mình ấy em ạ, đứng góc nào mà quay được cả xe. Đây bác nhìn lại là số tiền bác làm này, bình này 5, thụt zin này 25 này, chắn xích 1 này, tay dắt 1 này, sinh nhan 3 này, củ công tắc 2 này, của hậu 8 này, rìa sau 5 này, bô 6 này, yên 1,5 này, cần số 5 này, đèn nét 2 này, cần số 5 này, tổng cộng bao nhiêu này. Bác cộng 1 triệu cho anh em thợ, đây cộng anh em 1 triệu thợ nữa, đấy rất tử tế anh em nhá. Là 37 thì em nói thật với bác như này này, bác cái bác sang đây rồi mà tình cảm bác bù trừ ABCF đấy, ví dụ em định bảo tặng bác đi, đây nói chuyện vui tươi nhá, đúng tặng rồi. Bác cái đèn nét, tặng bác cái của hậu này, đấy 800 này, em có nói ra mồm rồi, thế là khoảng 1,3 triệu đúng không? 1,3 triệu mới thì thôi, em cứ tổng chung chỗ này em lẻ để cho bác là lọc lại cho bác chỗ này là 3 triệu. Chiết khấu 3 triệu, tức là sẽ rơi vào 5%. Ok. Em chiết khấu 5%. Rồi thế là mình nói vui thì đấy. Tức là 7, 75 đấy. Thì gọi 5%. Không vấn đề gì. Được chưa? Đúng rồi. Đấy, cho nó dễ sống. Đúng rồi. Bác chuyển cho em 74 triệu, bác đã cọc cho em bao nhiêu rồi ạ? 5 triệu. Bác chuyển cho em 69 triệu nữa, lấy số đẹp. Ok. Chuyển cho 69 triệu sau. Đúng số đẹp chưa? 69 triệu. Đấy, số đẹp anh em nhá. Và đây là thực tế là bác với bao em bác Thu nhỉ? Anh Nguyễn Văn Thu.
thực tế bác Nguyễn Văn Thu ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Bác ấy đi tiệc. Đấy, tất cả anh em nếu biết bác ấy là sẽ biết là nó đúng hay không. Còn ai bảo anh em diễn thì tùy. Ừ, tứ ơi. Đấy, thực tế chiếc xe VinFast của bác ấy mua tỷ tư, tỷ rưỡi. Ừ. Bác chỉ đi anh chưa, anh chuẩn bị về đây. Đấy, chuẩn bị về đấy rồi. Anh chưa gì. Ừ. Cái bằng quốc tế chính ra là không phải dịch vì là nếu mà đúng ra bọn công an là nó phải qua qua nghiệp vụ nó phải biết sơ qua tiếng Anh vì nó gọi là bằng thế giới thì ai dịch có cái Việt Nam mình thì nó kiểu trái hết mọi người cứ thì bằng xịn mình có bằng xịt xịn đấy mình đưa cho nó bằng xịt nó gì cho nó được xong mình để vào đấy à chứ chú không đeo cái bằng xịn về à ừ. Thế thì về à dịch cho nhủ gì anh chưa dịch mà không cần dịch được đeo ơi. Anh chưa dịch rồi hôm nào anh thích thì anh xuống chỗ bác Ni dịch chứ ngay chỗ của bác Ni đấy nó không dịch à nhưng mà nó đấy là chú không có bằng chính từ gốc thôi thì nó không dịch có khi thế nó cần có cái bằng con của mình xét nữa cái này là do người đi quẹt vào nó mới thế đấy để ý cái này ừ, thì từ cái bằng con thì nó mới có cái bằng chính ấy. bằng đào quất 5-10 triệu rồi. Ừ. Thì thế thì mình cứ dịch. Thế thì để cho nhủ nó về nó dịch cái bằng con ra và có cả bằng quốc tế đấy nữa thì là nó hết. Ừ. Nãy phí chưa? Uống nước không biết còn vứt linh ta linh tinh. Anh em anh chưa dịch chú ạ. Ừ, các bạn anh chưa dịch. Nếu mà nó cần bằng con dịch thì anh lại có bằng con. Ừ. Thì đấy thì hôm đấy anh với chú đi thằng công an này nó anh phải cầm cái này về dịch thuật ra đấy cái gì nữa. Thì mình mà đeo mẹ các ông đéo được qua nghiệp vụ các ông chắc là thì mẹ sốt tiếng Anh thì cái này nó là từ cả thế giới người ta đi người ta không cần dịch mà về Việt Nam dịch các bạn ở Việt Nam mình nó chưa được tiêu chuẩn thế giới chú hiểu chưa đúng rồi không biết là 1-2 là nó không có cái tên tuổi gì trên bản đồ thế giới cả nó dở thế đấy phải bảo bọn công an đi mà các ông phải học nhanh nên giỏi nên thì mới để được vào bản đồ thế giới đi ông mẹ người ta đi cả thế giới đó việc gì ừ về các ông hạnh với bạn thế thì nó mới xin được mình tiền chứ hiểu chưa đúng rồi chuẩn đôi khi nó cố tình nó xin tiền cố tình thế thôi chứ nó dịch hết nó đã gọi là bằng quốc tế rồi thì không phải dịch nó dịch hết ừ nó cứ thế thôi nhá thế có cái là mình nói với nó thì nó thành cãi nhau ơi ừ có nhớ không cái có nhớ lỗi đùa ok ừ mẹ chạy đúng lúc trời mưa đang chạy đâu mưa là chết đấy ông mợ có chờ không nhá ừ anh sắp về rồi nhá ừ thế nhá đưa ừ à, luôn chú. Đưa cho chú đưa tiền mặt lên đây không đây rồi à bác đi tiền mặt à anh có tiền mặt ở về đấy tiền mặt em đưa cho Thọ luôn ừ đến bây giờ là như này bây giờ là tức là cả là 69 triệu đúng không ừ thì bây giờ là anh sẽ giả lại tất cả là chú để lại cho anh mấy chục để về nhà về đến nhà là anh giả rồi em hiểu rồi tức là để cho vợ hiểu chưa hiểu chưa nói ít thôi ừ. Nói vậy ít thôi bác cứ đưa trước bao nhiêu đưa đi về nhà đưa lốt được, okay. Coi như chỉ xem cái tiền thôi để anh tính cho là ở đâu đô đấy không quá để đủ sẽ là tiền đô lại mất công đi gửi à với gì tính lấy ở kia chưa đấy có rồi tức là bác muốn bảo vợ bao nhiêu thì về nhà đến từng đấy đây chỗ này là 15 triệu rồi 15 triệu xong chú cộng lại xem trừ đi xem anh muốn để lại khoảng độ 25 triệu và cái tiền đặt cọc nữa là vào 30 triệu để lại 25 triệu thôi 30 thế là bác cọc cho em 5 triệu rồi đúng không không cái cọc ấy cứ để nguyên rồi thế thì từ từ đâu anh sẽ về nhà anh sẽ giả chú 25 gọi là chú để lại cho em 30 cả cọc là 30 chứ không. Tính rồi là 35 69 69 còn 69 39 triệu nữa thế là đúng rồi ba ừ. 39 triệu nữa. Đúng rồi. 69. 39 triệu nữa. 69 này là vẫn còn 5 triệu đấy. Trừ đi 2 năm. Ừ. 44 triệu nữa. 69 trừ đi 2 năm còn 44 thì. Đây là 15. Đây 15. Thì không, ý là tổng phải đưa cho 44 triệu nữa thì 15 rồi. 15 để trừ tiếp 15 này. Ờ 15. Bây giờ tính 29 triệu nữa chuẩn. 29 thôi.
Bác đi làm 29 triệu nữa. Bác tính đô được anh trao đổi sau. Hôm qua là anh bán ở đây có rồi không sao, không sao. 28. Đấy. Rồi. 28. Ừ. 20 là bao nhiêu là 7 mấy? 7 75. 7 74. 74 trừ 5 triệu còn 6 triệu. Không, 5 triệu nó vẫn tính. 5 triệu cứ để đấy. Tức là như này cho dễ đây này, đây để lại còn 25 triệu thôi. Bình tĩnh này. 74 triệu này. Rồi. Trừ đi 30 triệu. Nào, đúng rồi. Trừ đi 30 triệu là về nhà bác giả là cả 5 triệu cọc đấy. Ừ. Đâu? Về bác đem cái giấy về với chú ghi rồi, chú đấy, trừ luôn cả đấy. Là trừ hết cho anh là còn số 69. 69. Là tổng thể. Là tổng thể. Ừ. Là bác cộng 5 triệu rồi. Cộng cả 5 triệu. À ừ, đúng rồi. Đúng không? Thì có phải bây giờ là lấy bây giờ lấy 74 không? Đây lấy 74 đúng không? 74 trừ đi 5 triệu cọc này, về bác chỉ đưa 25 triệu thôi. Ừ. Này. 74 trừ 5 triệu là còn 69 này. Ừ. Đúng không? Đấy. 69 mà lại trừ đi 15 tiếp. Ừ. Trừ 15 này. 15 này. Đúng không? Bằng 54, 54 trừ chiếc 25. 25. Chuẩn chưa? Đúng trừ 25. 74. Còn 29. Bác đưa 29 triệu. Ờ, chưa là chủ nhân lên cho anh. Gọi xe nó là mấy trăm. Bao nhiêu ạ? 24 80. 24 80. Đúng không? 80 85 nhưng mà này bán 30.000 đô. Thôi, mà thì như nào nhân em không hiểu cái này lắm đâu. Ờ, đây là cái giá đô, giá đô 100. 1.000 thì được 24 triệu 800 nghìn. Ừ. 100 đô là 24 triệu à? Ừ. Đó 1.000 đô. 2 triệu tư. 80.000 đô được 24 triệu 800 nghìn. Rồi, rồi. Đấy, chú tính sai anh chị. Không, không thì cứ để này anh bán xong về anh đưa luôn. Không cần, em cầm đô được. Em cho nó lịch sử. Cầm đô được gì? Lên video cầm đô. Ờ thế đây đô đây, không phải là tiền giả. Thế bên làm nào chia ra được nhỉ? Là bây giờ còn hai mấy triệu du dịch thôi, không cần chuẩn đâu. Không chưa cần chuẩn đâu, nhưng cần thiết chú trả lại. Thế là bây giờ là đúng không, trả lại bây giờ là 24 triệu 800 rồi, còn thiếu 1.2 nữa, 1.3 triệu thiếu đâu bây giờ, thiếu 3.2 nữa, 4.2 nữa, 4.2 nữa. Bây giờ chú chia nữa. Chú chia là ra ngay 4.2 thì 200 đô nữa thì bằng 2.8 rồi này. Ừ, 300 đi, 300 một chút đã. 25 đi, tính đô ngày 22. Ừ, cho nên 30 25 triệu đi. 25 đi. Ừ, còn thừa thì trả lại cái tiền này. 25. Thì nên 25 nhân với cả 3. 37 triệu rưỡi. Đúng không? Đâu để anh tính thì chú tính. Bác tính nhỉ, em không biết tính đô này. 24 triệu 800 này. Thôi, đấy là 100 đô. 24 triệu 800 cho 300 nữa này. 3 này, nhân với 248 này. Đúng rồi. Bằng 7 triệu 4 nhân 3 sẽ trả lại. Tốt nhất là bây giờ lấy 2.000 đô, xong lại trả lại cái tiền mặt. Đúng rồi, bây giờ anh đô này. Đúng rồi, bây giờ 2.000 đô đây. Bây giờ 2.000 đô đây cho em. Xong là trừ cái 15 triệu. Đúng rồi, bây giờ 2.000 đô đây. Đúng rồi. Đúng rồi, bỏ 15 triệu 2.000 rưỡi được. Đúng rồi, 2.000 đô là chúng ta bán thôi. 2.000 đô là 2.000 đô là 48 triệu 49 triệu 8 600. Đúng là 2.000 đô. 2.000 đô. Thì cái này anh giữ là 46 triệu. Còn thừa thiếu anh sẽ giả tiếp tiền này. Đúng rồi. 2 triệu 2. Đây, đúng rồi cho dễ. 46 248 bằng 49 triệu 600. Đúng không? 248 mà nhân với cả 2. 49 triệu 600 đúng rồi. Thế là 2.000 là 49 triệu. Đấy, cộng hết này này, 49 triệu 600. Đã đưa 49 triệu 600 rồi. Đã đưa 400 đây, là 50 triệu. Ừ. 400 hay mấy trăm? 600, 200, 400 đây thôi. 400. 50 triệu này. 50 triệu. 50 triệu. Thôi thế thôi, thế thôi. 24 triệu đấy. Là bây giờ còn 24 triệu về. Về là được. Là xong. Ừ. Sao thế thôi. Anh sẽ giả chú 24 triệu. À, đúng rồi, đúng rồi. 24 triệu đúng không? Chuẩn chưa? Ừ. Không, đến lúc em thì không hiểu cái này lắm đâu. 24 triệu nhưng mà có 5 triệu của... Là có 5 triệu của vợ giả rồi. Ừ. Rồi, ok. Cái này em sẽ đi đổi. 50 triệu rồi. Tương lai anh sẽ giả chú 24 triệu nữa. Đúng rồi. Cái xe này của anh là chỉ có 29 triệu thôi. Thấy chưa? Ok, được rồi. Ừ, xong chưa? Thôi nhá, rồi thế thôi. Giao mình xong. Ở đây, đây. Tính cộng chưa? Đây, đây, đưa 1 triệu. Đấy. Bác cho 1 triệu. Không, mày... Không, không. Cảm anh em dạ, chưa luôn. Anh em giờ mua cái gì bồi dưỡng luôn. Không, ông mượn đưa 600 đây. Đây, ông mượn đưa 600 để đưa cho nó. Anh em đây cộng đồng mạng nhá. Bác là gọi là đến đây là hỗ trợ anh em thợ triệu, nó không đáng gì cả nhưng mà nó phải là tình cảm. Động viên. Động viên. Động viên vì anh em làm thật là 1.000 quý. Ừ, cũng vất vả. Đấy, cứ đưa 1 triệu cho. 200 đây. Đấy. À, chân quý anh em nhé, một nào một năm đây. Đây là xin chào anh em luôn, cộng đồng mạng nhá, người thật việc thật nhá. Từ từ anh em đi thử đi. Ôi giời ơi, không phải thử nữa, không phải thử ạ. Ừ, bây giờ anh nhìn cái này anh nhìn rất nhiều rồi, đang vội rồi. Ừ, đang vội lắm anh em ơi. Chú ơi cho xe luôn. Thế bây giờ là lấy địa chỉ hay là hai anh em mình đi cùng? Đi cùng chứ. Ừ. Đi chung cùng nhau là gì? Navi bây giờ về là coi như là giờ về bác đi, em bác đi trước em đi sau. Không, chú đi trước đi, chú có đi đường Hải Dương hơn này. Thế mà phải đánh vị trí nào em ra? Không, chú đi trước thì anh theo. À vâng. Chú cứ cầm lấy xong bao giờ tắt máy thì mới thôi. Ừ, tắt chưa? Theo định vị thôi. Đúng rồi, bây giờ bác cho em xin cái định vị.
Từ từ để anh buộc đấy, anh bác đọc địa chỉ nhà bác là xong. Ủy ban nhân dân xã đấy là đấy, ủy ban nhân dân xã gọi là đấy, gọi là thuốc đó, em cũng quần áo Đại Liên là không là sát mình nhất, ủy ban nhân dân sát nhà luôn, không đừng ủy ban nhân xã nó không có đâu. Có ủy ban nhân dân nó mới lên. Ủy ban nhân dân xã nữa. Không vì là đàn bà nhiều tiền thật, nhiều khi lại sót. Em hiểu mà. Chỉ vì cháu hiểu nên cháu vẫn nói ngay từ đầu. Đầy người phải mình bác đâu mà. Không phải mình sợ gì cả. Không phải sợ. Đúng rồi, mà vấn đề nó là mình để cho vợ đỡ sốt ruột. Anh em ơi, đưa cái gương cho bác xịn đi, đưa cái gương cho bác, gương khác đi. Đưa cái gương cho bác, vẫn là kỷ niệm. Người ta không lấy phải đưa người ta. Không, thôi, thôi. Giao xe thế. Thôi. Thôi để đấy, ừ. Thế thôi. Vì để vé anh để lung tung. Thế thôi. Không cần đâu. Thôi. Đứng đây chào các anh em đâu. Tất cả các đồng mạng nhá, lần đầu tiên đây, nó là lần đầu tiên trong cuộc đời em mà bán xe bằng tiền đô đây. Rồi. Đây không phải mình nói thật. Còn diễn ở đây đúng rồi, bác đúng 2.000 đô đấy em. Em nói còn là giữa giờ nhá, em không biết đô thật hay đô giả luôn. Ông chú vì không dùng, em đang nghiêm em nói thật. Nhưng em đang nói thật là em cũng không biết giả anh chứ. Anh chứ. Đi xem đây rồi sợ gì. Nhưng em nói thật lòng đấy là em không biết giả hay không, em vẫn nhận. Nhưng mà thật lòng luôn đấy. Vì giả không, anh biết nhà anh đây rồi sợ gì. Đúng rồi. Đúng không? Mà nếu mà giả nhá, bác còn đi tù. Đây. Đúng không anh em? 81 km. 81 thì đấy 1 giờ 42 phút. Bác nói rất là chuẩn. Bây giờ anh em về đến nhà là 15 giờ. Tầm 80 km. Rồi. Tất cả đồng mạng nhá, đã chốt xe cho bác Thu đồ là thành công. Thành công. Cảm ơn bác rất nhiều. Em chúc anh em cũng thế nhá, phát đạt làm ăn, anh em có lòng tin. Em chúc bác này, em chúc bác Thu đi tốt rừng bền, chúc bác và đình sức khỏe thật bình an. Trong quá trình sử dụng nhớ nhá, có vấn đề gì điện cho em để trách nhiệm hợp bác mất tiền em mất khách, nói rõ như thế. Ok. Vâng. Nói chung là Kiên đây rất là uy tín. Bác tên gì, bác là gì? Uy tín, anh em sẽ đến ủng hộ cho Trung Kiên. À thế ạ, bác Thu và bác Thú. Ok, đến anh trai anh ruột luôn nhá. Bác hai không? Anh em ruột sang nhà em mua xe rẻ 1 tiền đô, câu chuyện vui thôi nhá. Đừng anh em thông cảm. 2.000. 2.000 đô đấy. Giá trước thì 1.000. 2.000 đô đấy. 2.000 đô nhưng còn tiền mặt trên chưa nói bằng tiền mặt nữa cơ. Đấy, ok. Bác dụng lại 40 triệu mà về thêm hẳn 40 triệu nữa, gần 40 triệu nữa. Sợ là. Không sao. Nha, đây là cái đam mê thôi đi. Đam mê. Chào mình sắp bác. Chào anh em nhá. Chúc bác ơi, đang... từ ủy ban địa chỉ của bác là gì đấy đây ạ? Đây ủy ban nhân dân gì ạ? Xã Định Sơn. Đấy, xã Định Sơn là đến. Ủy ban nhân dân xã Định Sơn. Không, nó sẽ lên xong là em đi bác theo ủy ban nhân dân xã Định Sơn à? Ừ. Đây. Cẩm Giang Hải Dương rồi, lên đúng luôn. Đấy. Bác đi theo em nhá. Còn đến đến chỗ nhà bác mới nhận ra rồi này, xong. Xong là anh vào lên trước. Đúng rồi, đến nhà bác vào lên xong. Chú đi đường thì biết đường hơn. Đấy, đúng đi từ đây thông. Bác yên tâm, thông thổ hơn đi. Ok anh em ơi, xong kẹo đấy, đưa cho anh tư anh quay. Mọi người nhá. Ok, em cảm ơn anh nhá. Đấy, xong kẹo. Cảm ơn. Bác lên xe trước đi. Đây xe bác ở đây anh em này. 34A3611. Bác lên đi. Đây, em xin cái mic. Ok. Ok, đấy sang là cứ tên là lấy 24 triệu là xong. Đấy. Về bảo vợ 24 triệu thôi. Xong kẹo. Đấy vấn đề không phải sợ hay không mà về chỉ bảo vợ 24 triệu thôi. À, ông mậu lái à? Ông mậu lái đi. Để làm video, em làm video em đăng luôn. Tí không mậu ơi. Hả? Trung Kim ô tô chào anh em nhá, em đang ở chân cầu Hưng Hà này. Đấy, để em đi giao cho bác trai ở bên Hải Dương một chiếc xe Vin huyền thoại. Đấy, bác đang đi sau nhà em kìa. Bác đang đi con VinFast kìa. Đằng sau em đấy, anh em ạ. Đây này, bác đang con VinFast đằng sau em này. Đấy, bác sang tận nhà em để bác em mua xe. Đấy. Bác mua tổng giá trị nên rất là rẻ thôi. Bác mua có 40 triệu thôi nhưng bác vào thêm gần 40 triệu nữa. Tiền đồ. Đấy, vào trực tiếp luôn. Đây con VinFast đằng sau anh em thấy chưa? Thấy con VinFast chưa? Xong bây giờ là em trả sang tận nhà bác ấy. Đấy. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe, dọn xe cứ theo dõi Trung Kiên, ủng hộ Trung Kiên nhá. Đấy, em đang ở trên cầu Thái Hà đây. Đây con VinFast đằng sau kia anh em, con VinFast đấy. Đấy. Vì em trả sang tận nhà bác ấy, xong là em mới đi về. Em dọc đường ở Hải Dương, Hưng Yên, Hải Dương anh em nào có xe win thì alo em bốc nhá. Đấy, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Đấy, em tạm dừng video nhá. Anh em mua xe dọn xe theo dõi Kiên, ủng hộ Trung Kiên qua số 0358 444 858 anh em nhá. Trung Kiên chào anh em nhá, em đang chở xe đến tận nhà bác ở đây này. Đấy, tầm khoảng mấy trăm mét đến nhà bác đây thôi. Anh em đợi cái kết nhá. Đấy, chắc qua cầu này. 400 mét nữa, đấy. Điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. À, 400 mét đã đến, điểm đến nằm bên phải anh em nhá. Ok rồi anh em nhá, chỗ sinh nhan đến rồi. Nằm ở bên phải. Ok, đến rồi anh em nhá. Để em xuống em giao xe anh em nhá. Đến nhà bác đây rồi anh em nhá. Để em vào em giao xe đây. Đấy.
để ngoài thôi. Về nhà bác đây anh em. Đấy nhá, thực tế video nhá. Gieo xe tận nhà luôn. Đó. Đây là Cẩm Giang Hải Dương. Ok, đến nhà bác rồi anh em nhá. Nhà bác đây. Mậu quay cho hạ xe xuống. Đấy. Bác sang tận nơi. Bác vào thêm đồ. Và em lại ship tận nhà anh em ạ. Ship tận nhà luôn. Tận nhà. Ủa, ra đây. Mua bán xe nó phải như thế. Rõ ràng. Chào các chú nhá. Đấy, đang là chim. Ok. Ôi, cái này sao? Anh em nào Hải Dương có xe nào bán ca lô em nhá. Tiện đường này em bốc luôn. Mà tiện đường em bốc luôn. Mở cái cửa ra. Nào. Đấy, để hắn à. Bây giờ mùa này nó cũng... đây. Đây, dựng đây. Về đến nhà. Cho anh em soi thoải mái nhá. Vâng, đó. Rồi. Thêm đúng 3.000 nữa. Ba chọc cho xe lên á, à, cho 10 triệu. Cho đồ lên á. Đưa 10 triệu đây không? Đưa 15 thì là 25 một tiền cho cọc nữa, đưa đấy. Tiền vẫn nguyên đây thì có đủ đâu. Ok rồi. Trả nó đâu. Độ vào thêm 3. Để xe đâu bây giờ bác? Anh mua 15 triệu rõ tiền lắm chứ. Đâu, 15 triệu 10 đường. Cái xe này để đâu bác? 27. Cứ để thôi ạ. Xem giận phép lỗ luôn không này. Nè. Ôi, đó, nổ luôn. Phát nổ ngay đấy. Đó. Ờ. Vâng. Mấy em này chắc nhìn là không thích đâu nhỉ. Thật. Phải SH mấy cả ô tô thôi. Đấy, cái xe này thích gì? Đấy. Cái này là đam mê thôi. Không có đủ đại không. Bác đi tốt nhất mà ra rồi. Bác ấy làm đây một chiều. Qua nhìn cái xe đẹp. Đâu. Thoải mái mà, chỗ này nửa bình đấy. Từ đó đổ, ở nhà đổ, ở đây đổ. Cái bình mới này có đổ đâu. Đúng rồi. Cái này nó là đam mê. Đam mê. Giá được giá chưa đến 30 triệu. Thật. Đáng bao nhiêu đâu, để về 10 triệu, 15 triệu. Gửi nhẹ phát nổ. Từng tiếng luôn. Đấy. Xe mới đấy. Gửi nhẹ phát nổ. Gửi nhẹ phát nổ đúng không? Đấy. Chính cái này để chân trúng nghiêng này mới là đẹp. Đúng rồi. Đấy. Cái tay lái này nếu người nhiều người còn để khuỳnh xuống tận đây mới đẹp. Đấy, hơi cúp xuống. Đấy, khuỳnh nó mới đẹp. Đấy, thấy chưa? Đấy. Này này về đi cà phê là ngon rồi. Ừ, tốt được. Được. Bác làm vòng đi cho nó vui. Ủa, thế mà vẫn cao. Vẫn cao đâu. Đi thế nó mới khuỳnh. Vừa đủ. Này phi ở cổng bây giờ. Lùi lại lâu đi. Không đi mấy bao nhiêu năm rồi. Bác cứ nhả từ từ thôi. Ừ. Chậm chậm thôi, này lâu đi phóng về nhà này. Cứ từ từ, cứ nhả từ từ thôi. Liệu có bốc đầu không? Không, bác cứ nhả từ từ thôi. Từ từ thôi nhá, lâu từ đi. Thôi. Đấy. Sợ. Lâu không đi mà đang đi ô tô nó quen. Lâu không đi. Đằng sau là số 2. Đấy. Chưa đi quen thôi, một vài hôm là quen. Bác này là bác chưa đi quen thôi, đi một vài hôm là quen. Đi một hai hôm là quen rồi bác. Ừ, nó khỏe anh ấy. Khỏe không đúng không? Gần ác. Lâu mình không đi. Nó như mới mà. Anh đi ra. Nó như mới mà, cái này như mới mà. Ủa, quay nhìn vào đẹp. Như mới mà. Đây giấy tờ bác cầm xuống chưa? Giấy tờ bác cầm anh, hết anh chưa? Anh cầm rồi. Ok, tôi chốt kèo thôi. Ừ. Đấy là có kèo đi, kèo về. Ừ. Nhẹ phép thôi, bác lửa số thôi. Đấy, được rồi, rồi. Đấy, phải sát rồi. Anh đi lại một lúc là quen. Đi một lúc là quen thôi. Thực sự là mình lâu mình không chạy. Đúng rồi. Ok, mọi người. Đấy, mọi người. Chốt kèo bắt tay, chính thức bắt tay là này, này, hết video này. Hết video. Video là chào anh em nhé. Video là ở nhà với video sang nhà. Hết video. Chốt kèo thành công anh em nhé. Tạm tất cả anh em. Anh em nào Hải Dương có chiếc xe nào bán thì alo em đến tận nơi. Nên anh em có nhu cầu. Vâng, đúng rồi. Đến Trung Kiên. Đấy, tình cảm luôn. Tại Phú Lý, Hà Nam. Rồi, ok, chào tất cả anh em.
Để chắc là nên chỗ được thì lấy luôn máy gym. Cái dự định bác là tháng mai mới đi, là cả em đi luôn hết. Không phải. À. Để lấy vợ xong rồi đi. Nhưng mà nói tiếng với đấy xoãi luôn đúng không? Chứ chắc. Chắc gần bố mẹ ai. Nhưng đứa em ở bên kia chắc là nói tiếng bên đấy là rõ nhỉ? Bạn đấy là con gái. Vân Anh. Bây giờ mình biết hết tất cả các tiếng. Đây là Duy Thành. 50, 10 triệu. Ngày triệu. Đưa chú 24 triệu nữa. Tổng là đưa cái kia rồi mới cộng 24 triệu nữa như bên quán nói đấy đúng không? Xong hết. Tên là 19 là chiếu rồi để chết rồi vợ. Hả? Con là nên lấy cho bố ít thôi. Đây không đủ thì mới có bao nhiêu đây? 30 giờ. Bố cho bố mày đúng cái cục như này nữa. 10 triệu nữa. Đây là 10 đúng không? 10 triệu. Còn 10 triệu nữa. Thôi. Cứ 19 trừ tiền. Thôi không phải lên đâu, bác đang nhầm 5 triệu. Gọi là bác cộng rồi. 5 triệu cộng trừ rồi. Đi 19. Em đi cầm tiền xong mới giả. Tức là anh em còn đồng bạn nhé là bác ấy đưa em 24 triệu đúng không? Nếu không rất định cầm tiền xong mới gửi lại bác ấy 5 triệu. Thực chất là bác chỉ được 19 thôi, bác cộng 5 triệu rồi. Bác không nhớ đâu, bác quên thôi. Không, anh cộng ra từ cộng ra rồi cộng ra. Đúng không? Trước xong cộng ra rồi. Không, lại, không thì bây giờ nhá. Anh đưa thế để chú trừ cho anh đi 5 triệu, anh cũng nhớ ra rồi. Ừ, thế là rồi. Anh em mình nhớ là cái tiền là cọc, chú trừ đi cho anh. Đúng rồi. Không, em đi chờ bác đưa hết xong em mới nói luôn để bác biết. Thế nên bây giờ nói ra trước với bác đã không đủ ở đây thì nói luôn. Là 19 cho thôi. 12 đang đến tiền đô không quen rồi. Để vậy. Đưa anh cho nào, tiền Việt. Không để cho đếm lại cho. Bắt cái đếm nó. Đây là 10 rồi này. 6 rồi 58 60. Chỗ này là 6 triệu rồi, chưa đếm lại. 6 triệu là 16 này. Đem đếm lại này. 18. 3 triệu nữa thôi. Anh đưa 4 triệu nữa đây. 1 5, đây có 15 này. Ờ thế. 15 này. 15 là cái 3 triệu. 1 này. 2 này. À nhầm. Mẹ đếm vào gì đi đếm 1. Đến tận 500. 2 4 6 thôi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 20 22 24 26 28 30 33 34 36 38 40 42 44 45 46 47 50 52 54 56 57 60 6 triệu. 60. 6 triệu là 16 này. 16 là 18. 18 này. 24 triệu là 19 này. 19 triệu. Lấy 2 triệu. Bác lấy cầm 1 triệu lại. Lấy 2 triệu này. Đấy. 1 2 3 4 5. Đấy. Đâu chưa đến 2 triệu này. Đây, đây nha, cầm 5 triệu. Đấy. Đấy, ba tức là mình hay đếm 1 3. Ba anh cháu đều đang đến tiền ra. Chuẩn đi em. Em bảo 2 triệu mới có chữ 9. Đấy nhá, chốt lại này, chốt lại vừa vui vẻ mà. Vui vẻ này. Bác trên video ở trên kia nó là đưa 24 triệu. Đúng rồi. Nhưng đúng ra là phải trừ lại cho bác 5 triệu. Trừ cho 5 triệu. Chuẩn. Là 19 triệu. Em định đợi bác đếm xong em mới nói. Nhưng mà thôi, đằng nào thiếu tiền thì mình nói luôn. Không, kể cả nhá. Em cầm 24 triệu về nhà rồi. Nhưng mà ông Kiên ơi, Kiên ơi bị nhầm rồi thì vẫn chuyển lại cho bác đúng không? Đấy, anh em xác nhận đã nhận bác 24 triệu. Đấy, Thành nước cũng xôi. À, anh uống chè uống cà phê. Thành yêu uống nước xôi đây. Tờ đô đây. Không đơn giản lại đếm. À, không ý là đếm là ngoài này thôi. Tổng nó có xe là 24 triệu. Ý là đầu vâng, tiên em uống cà phê. Bố em mua uống cà phê thôi nhá. 15 triệu xong là bố em dọn thêm mấy triệu nữa. Để cà phê đi, để cho con cà phê lấy cái cốc to đâu. Có ở đây. Cốc cà phê đi. Hôm nay về đây là hiểu là người lạ. Người lạ đường lạ anh em ạ. Đâu tao đang ngủ lúc tao đang ngủ. Bác để đường nếu mà bác để nguyên cái vị này em sẽ đi đến đúng Việt Nam này. Thế bác lại vọt qua em. Mà rẽ này không rẽ, bác đi thẳng lại chắc đúng nhà bác hướng này rồi mình ở thế. Vâng. Thế thôi đi theo bác thôi. Đây bắt qua làng, đây đi không, không thể vào đây. Đúng rồi. Vào đây thì bác sổ rồi đi làm rồi.
Ôi chào bác ra chốt kèo thành công. Là câu chuyện nó rất là thế, nó mới mộc mạc. Đến đây bác đếm tiền nhầm. Em đếm nó nhầm đấy, đến đếm 500 một. Cái tiền này đến, đầu tiên nếu mà mình đếm từng cờ một thì mình đếm chẵn xong mình nhân ra thì ra đến đây chẳng đếm hai triệu mình có triệu tám đấy. Hôm nay nó là ngày nhầm tiền rồi. Không, nhầm anh em mình người có quan điểm anh em mình nhớ, cái quan trọng gì đâu bảo là mình nhầm. Hôm nay bác đem 24 triệu mà em cũng cầm về. Đấy. Mà bác ông Thiên ơi thì em... nó lại ra mà. Nó lại ra mà chạy đâu được. Nó ra rồi, cái alo cái thì anh em mình lại chuyển khoản nước rắn. Bây giờ nó không công nghệ cao rồi, kể cả anh thấy anh nhập hàng đi một hóa đơn để mình đếm tiền xong về, nếu cộng lại thừa thiếu mình lại alo lại cho anh em, có phải cái gì đâu mà. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Bình thường xảy ra. Tạm thời anh em nhé, uống cốc cà phê, tạm dừng video, chốc nó quay đặng về là xong. Anh em nhé, xong kèo, kèo rất là kèo. Đây là cái đắng lên ra bác. Nó là như này, bác xong này, khóa xong rồi này. Đấy, xong rồi bác để đây này. Đấy. Đấy nhá, khi nào bác đi, đây này. Em hướng dẫn luôn này. Mở lên đây thì là xăng phụ. Nhưng hạn chế mở lên đây. Không vì nó sẽ cặp đáy bành nó vào. Đúng rồi. Mở hang cái này là khóa nhá. À, bác cứ đi như này nha. Nó mở. Lúc nào bác phải về gần nhà rồi, cách nhà tầm khoảng 100 mét. Bác khóa luôn thế này, xong bác đi. Thì về đến nhà là tự hết xăng cho bình. Đúng không? Xong hết cái bình này nữa. Vâng, bác để xe đâu? Bác để xe đâu thì bác như này. Bác cầm cái này về, bác khi hết bình ngoài rồi. Nếu bác đi nếu bác đi sang tiệp đúng không? Bác không đi nữa thì bác cầm cái túi bên này cạnh xẻ hết xăng ra. Xong bác để này. Xả hết xăng ở cái chế này ra. Vâng, đấy. Bác để này thì lúc nào bác về bác chỉ xả xăng phát tự lổ. Ừ, tức là xả đầy chế thì đúng rồi, tự lổ. Đấy, ví dụ vô tình trong chế nó còn, vì bác đi liên tục mà ngày nào cũng đi 2-3 ngày đi thì phải để xăng trong chế. Lúc nào không đi nó mới xả. Để lâu bác để đây một túi xăng, xăng. Ví dụ nó chảy, bác khóa lại. Ví dụ cứ khoảng độ tháng, 2 tháng nổ lần nhỉ? Được. Có phú dần ra sang. Đấy. Đấy. Không, nếu bác đã đi ra đi cả năm rồi thì không cần một tháng, 2 tháng đâu. Bác chỉ cần xả hết xăng trong chế đi. Xong bác để cái này đây. Thế rồi khóa lại là xong. Xong về là xả ra là xong là lỗ. Còn ví dụ bây giờ bác thỉnh thoảng bác về có phải áp quy của nó có phải nhấc đầu dương ra không? Không cần. Cứ khóa là nó sẽ điện là đúng, bác về một là sạc, hai thay quy cả năm rồi hỏng thay cái áp quy này quá bình thường. Ok. Thì bác đi mấy đâu? Rồi. Còn bây giờ hiện tại bác ở nhà tháng 3 đúng không? Ngày nào bác đi một hoặc là 2-3 ngày mới đi một lần thì mỗi lần mới đi chơi về bác khóa xăng lại. Cứ đi cái khoảng độ 100 cây à 100 mét nữa về thì khóa cái này. Khóa này lại xong rồi. Xong về đến nhà thì bác cứ để cái này góc nhà, để góc nhà. Xong cứ về lại nút vào đây. Phòng vào đây. Tức là để xăng để xăng nó chảy, chảy đỡ mùi. Nó chảy ra đây, đây, cái này xong. Okay. Đơn giản. Đấy, câu chuyện rất là xong. Thế là ngon rồi đấy. Đấy, đấy mà mở đi. Đấy, bây giờ Thành với bác đi lại đi đổ đi. Đấy, đi đổ. Giao cảm ơn cảm bác nhá. Chúc bác đi tốt đường mềm trong quá trình sử dụng, có gì alo cho em nhá. Ok. Cảm ơn bác nhá. Tình cảm. Bây giờ thôi cháu xin phép đi về, đầy đủ hết rồi nhá. Ok. Yeah. Thời gian có hạn hả? Vấn đề có gì cứ điện cháu nhá. Ok. Con chào bác nhá. Ok. Xong kèo anh em ơi, đây là chính thức xong kèo rồi. Đi về. Ôi đấy giày. Chưa chưa. Chính lên rồi. Ôi xem còn chìa khóa gì chưa? Đâu? Nốt có quyền đi. Ôi. Có quyền gì không? Điện thoại điện thoại hết chưa? Hết rồi, hết túi rồi. Đi đi. Đây. Được rồi. Qua đó. Đây qua hết cả bác. Đây là nốt có quyền à. Anh em phải chẳng có quyền hết đi. Đây. Không phải nhất là trong nhà đâu. Không có lọc rồi. Nào, quay hết đọc đây nè, đúng không? Nào, quay hết đọc đây, tất cả anh xin lọc đủ đây. Đấy, là okay. Anh em là coi như là... Đấy, trước nạ xong quen đấy. Quên mất, còn cái sướng sắp đấy. Bắt đầu thẳng em nhá, phải lọc không được cái cục này. Người này không nữa. Hãy lại tâm linh đây anh em cùng cảm. Anh cảm ơn. Đấy. Rồi. Cảm ơn, xin máy bay nhá. Thôi anh em làm sao cố gắng phấn đấu. Bác ơi, nói chung là anh em mình đều đi. Bác đi nước ngoài, em nước trong nhưng mà đều đi kiếm tiền. Đúng nhưng rồi. Phải giữ cái tình cảm. Đúng. Đấy. Thế thôi. Đơn giản thế thôi. Bình thường thôi. Nhớ nhá. Bác giữ cái xe chỗ nào thì để luôn cái này khóc đấy. Okay. Cứ về là cắm mạng. Mỡ vào. Ok. Đi chú ơi. Anh em ơi, chốt kèo thành công. Chào anh nhá. Bắt tay cái cho nó thực sự. Bắt tay, xong. Xong nhá. Đấy gửi địa chỉ cho em nhá. Ok, okay chưa đi chưa. Lùi lại tí xong. Xong kèo rồi anh em nhá. Đấy. Ở nhà bác này này, xe kìa xong hết rồi. Giao xe quá vui vẻ tình cảm luôn. Đấy, chốt kèo.